Trải qua nhiều lần tiếp xúc như vậy, gã cũng xem như nắm rõ tính cách Hàn Lập, vốn biết ý định của Hàn Lập, liền thuận theo thời thế sẽ đem một phần linh thảo để lại cho đối phương, coi như một lần đánh cược, lại để cho Hàn Lập về sau có thể bảo vệ mình một chút. Nếu như đối phương không cố kỵ mặt mũi ép buộc lấy các đồ vật, gã liền buông tha cho lần tranh đoạt tinh huy thảo này. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn đi theo người này tiếp tục chiếm chút ít tiện nghi. Đương nhiên cần phải chừng mực, gã sẽ nắm bắt tốt thời điểm. Ba người rất nhanh đi tới trước dược điền cuối cùng, hai mắt Hàn Lập đánh giá cấm chế màu tím trước mắt, khẽ quát một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết. Kiếm liên màu xanh tỏa sáng hào quang, lần nữa biến lớn lên, đồng thời quay tít một vòng, từng cánh sen thình lình thoát ly kiếm liên bắn ra, hóa thành hơn 10 chuôi cự kiếm óng ánh vừa thô vừa to, đánh lên quang màn màu tím. Mỗi một chuôi cự kiếm đều tản mát ra chấn động khí tức cực kỳ đáng sợ, còn có thêm kiếm áp, những nơi đi qua hư không cũng rung rung một hồi phanh 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 cự kiếm óng ánh chảm lên màn sáng bộc phát ra từng đoàn điện mang chói mắt nhưng cự kiếm óng ánh cũng không ngoại lệ đều bị bắn ra quang màn màu tím rung rung một chút lập tức khôi phục lại bình tĩnh hàn lập thấy cảnh này nhướng mày cấm chế màu tím này so với hắn dự liệu còn muốn cứng cỏi hơn nhiều lục vũ tình thấy vậy cũng lập tức ra tay từng đạo phong nhận màu xanh cực lớn bắn ra đánh lên cấm chế trước mắt lúc này lãnh diễm lão tổ cũng tế ra những phi đao kia chém lên cấm chế màu tím Ba người liên thủ lập tức thanh thế to lớn không ít, nhưng cấm chế màu tím vẫn không có phản ứng gì lớn, đơn giản ngăn trở công kích của ba người. Xem ra cấm chế này không giống bình thường, chỉ sợ phương pháp thông thường khó có thể phá giải, vẫn là nên sử dụng ngũ hành nhiếp linh thực quang phá giải a. Hàn lập nói xong, vất tay tế ra ba kiện linh bảo kia. Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy cũng không nói hai lời, tế ra hai kiện linh bảo khác, thì pháp thúc dục. Sau một lát, một cột sáng ngũ sắc vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống từng đoàn ngũ sắc tinh thần từ trong bắn ra, đánh lên quang màn màu tím. Uinh uinh rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cả tòa dược viên đều lắc lư rung rung. Tuy quang màn màu tím cứng cỏi vô cùng, nhưng ngũ hành nhiếp linh thực quang lại càng thêm huyền diệu, dưới sự điên cuồng công kích, quang màn màu tím từ từ trở nên mỏng manh, rất nhanh chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, bấm niệm pháp quyết một cái. Hơn 10 chuôi cự kiếm óng ánh tỏa sáng hào quang, hung hăng chạm lên quang màn màu tím chỉ nghe phanh một tiếng, quang màn màu tím không cách nào chịu được liền vỡ vụn ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Ba người Hàn Lập thấy tình hình này, lập tức nhìn vào bên trong. Linh điền nơi này là một mảnh đầm lầy lầy lội, khắp nơi đều là nước bùn màu tím đen, thỉnh thoảng toát ra một đám bong bóng màu tím cực đại, nổ tung ầm ầm. Một cỗ khí màu tím phát ra, xen lẫn sóng nhiệt cuồn cuộn. Phía trên đầm lầy phiêu đãng một tầng sương mù màu tím nhạt, mơ hồ lập lè hồ quang điện nhẹ nhẹ trong đó, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức làm cho người ta run rẩy. Tuy đám nước bùn màu tím đen này nhìn có vẻ dơ bẩn, nhưng linh lực ẩn chứa bên trong cực kỳ nồng đậm, càng có chấn động lôi điện chi lực, hiển nhiên đất đai cấu tạo bên trong cũng không tầm thường. Lôi Trạch tức thổ, Hàn Lập nhìn nước bùn màu tím đen thì thào tự nói một tiếng. Vì bồi dưỡng các loại linh thảo, những năm qua hắn một mực khổ tâm nghiên cứu các loại thuật pháp phối chế linh thổ, nên hiểu rất rõ các loại linh thổ, cũng xem như là cấp bậc đại sư. Loại lôi trạch tức thổ này là một loại linh thổ cực kỳ chân quý, dùng bồi dưỡng linh thảo linh dược lôi thuộc tính là tốt nhất. Chẳng qua loại thuật pháp phối chế linh thổ này sớm đã thất truyền, lúc trước Hàn Lập cũng từng khổ tâm tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy, không thể tưởng được nơi đây lại có. Hắn phất một tay lên, kim sắc lôi quang hiện lên, hai đạo binh hiển hiện ra. Thu những tức thổ này vào, Hàn Lập lấy ra hai túi chữ vật, ném cho đạo binh, phân phó nó. Hai đạo binh tiếp nhận túi chữ vật, quay người phóng đi, Bắt đầu nhanh chóng thu linh thổ này. Lãnh Diễm Lão Tổ thấy cử động của Hàn Lập, sắc mặt khẽ nhúc nhích, cũng phất tay phát ra một cỗ quang mang, thu một mảnh nước bùn màu tím bên cạnh vào. Lông mày Lục Vũ Tình hơi nhíu lại, tựa hồ có vẻ chán ghét những nước bùn màu tím này, không có động thủ thu vào. Hàn Lập liếc nhìn Lãnh Diễm Lão Tổ, sau đó ánh mắt nhìn về phía trung tâm linh điền. Chỗ đó thình lình có một quang cháo màu tím hình bán cầu ở phía trên linh điền. Thân hình hắn khẽ động, bay đi, Lục Vũ Tình bước nhẹ liên tục đi theo. Lãnh diễm lão tổ nhìn thấy cử động của hai người, bất chấp đang thu lôi trạch tức thổ, vội vàng đuổi theo. Quang cháo màu tím này giống như đúc cấm chế tử sắc lôi điện phía ngoài, bất quá thoạt nhìn mỏng manh không ít. Hàn lập không có thi triển đại ngũ hành nhiếp linh thực quang, tế gia thanh trúc phong vân kiếm, kích vài cái mãnh liệt, liền phá vỡ nó. Phía dưới màn hào quang là một tòa thạch đàn màu tím, cao hơn một trượng, được xây từ một loại tinh thể màu tím trồng lên nhau, phía trên còn khắc từng hoa văn tia chớp, tựa hồ là trận pháp nào đó, thoạt nhìn rất là huyền diệu. Trên đỉnh thạch đàn thình lình lại có một tầng màn sáng cấm chế màu tím, giống như một cái nắp, phủ lên đỉnh thạch đàn, nhìn không thấy tình huống bên trong. Một tầng lại tiếp theo một tầng, đến cùng có mấy tầng cấm chế đây. Lục vũ tình nhịn không được phàn nàn, ánh mắt hàn lập lóe lên, chỉ thấy mặt đất bên cạnh thạch đàn nằm đó hai cỗ khôi lỗi hình người. Hai cỗ khôi lỗi này có màu ám kim, cảm giác tràn ngập lực lượng, giống như đúc đồng nhân lúc trước hàn lập lấy đại chu thiên tinh nguyên công gặp phải bất quá hai cỗ khôi lỗi này một cỗ bị chém hai khúc từ đầu đến chân lộ ra cấu tạo chi tiết bên trong một cỗ khác thì bị chảm bay đầu đã mất đi linh tính biến thành vật chết thoạt nhìn vết thương trên người khôi lỗi rất là mới mẻ hiển nhiên là vừa mới bị chém không lâu trước đó thấy tình hình này sắc mặt hàn lập hơi trầm xuống nơi này quả nhiên cũng bị người nọ tới trước bên trong thạch đàn dù có bảo vật khẳng định cũng bị lấy đi rồi hai người lãnh diễm lão tổ cũng nghĩ đến điểm ấy thần sắc cũng trầm xuống hàn lập hít một hơi thật sâu sau đó khẽ lắc đầu không muốn nghĩ nhiều về những thứ này quay đầu nhìn hai cỗ khôi lỗi đồng nhân bên cạnh thực tế thì nhìn hơi lâu bộ khôi lỗi bị chém rơi đầu đằng kia trong mắt mơ hồ hiện lên tia dị sắc sau một khắc tay hắn nhấc lên phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh quấn lấy hai cỗ tản thể khôi lỗi thu vào đã có hai cỗ tản thể đồng nhân này nhất là bộ khôi lỗi bị chém đầu kia hạch tâm trong cơ thể không bị hư hao, có lẽ giải đạo nhân có thể chữa trị cỗ khôi lỗi này trở lại. Sự lợi hại của khôi lỗi đồng nhân này, Hàn Lập vô cùng rõ ràng, nếu có một cỗ bên cạnh, tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể giúp một điểm đại ân. Ánh mắt lãnh diễm lão tổ lóe lên, mơ hồ có chút ảo não, bất quá sau một khắc liền khôi phục bình tĩnh. Hàn Lập thu lại khôi lỗi, bấm tay điểm một cái về phía thạch đàn, hai thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, giao thoa chạm lên quang màn màu tím, mãnh liệt xoắn một cái. Tầng cấm chế màu tím này cũng không cường đại, đơn giản liền vỡ vụn ra. Bọn Hàn Lập nhìn vào bên trong, đều khẽ giật mình. Chỉ thấy mặt đất bên trong thạch đàn có một cái giá gỗ, phía trên quấn quanh một cây dây leo thật dài, vẫn chưa bị người ngắt lấy đi. Chẳng qua gốc dây leo này mặc dù dài, nhưng toàn thân héo rũ hiện ra màu nâu xám, thình lình đã héo rũ chết, mà từ dấu vết bên ngoài giống như đã chết từ lâu. chương 430, truy binh, đây là loại linh đằng gì? Được bảo hộ nghiêm mật như thế, xem ra từng là bảo vật rất chân quý đáng tiếc dường như đã mất đi sinh cơ từ rất nhiều năm trước hẳn là nuôi dưỡng thất bại a à. lục vũ tình thở dài nói ra hừ cái này gọi là người tính không bằng trời tính người tới trước chúng ta cũng không thể lấy được thứ này lãnh diễm lão tổ có chút hả hê nói đối với hai người nói chuyện với nhau hàn lập chỉ đứng ở một bên không nói một lời ánh mắt nhìn tới lui đánh giá khô đằng nhưng dường như hắn phát hiện cái gì gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ ấy trong mắt nổi lên một tia lam quang. Hàn đại ca, làm sao vậy? Lục vũ tình thấy vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hàn lập không có trả lời, thả người bay xuống. Lục vũ tình vội vàng đi theo, trong mắt lãnh diếm lão tổ lóe lên dị sắc, cũng lập tức đuổi theo. Thân hình hàn lập rơi vào bên cạnh dây leo, nâng lên một đoạn khô đằng, cẩn thận dò xét, lam quang trong mắt lại càng sáng ngời. Ai, hắn chợt thở dài, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ ảo não, buông khô đằng trong tay xuống. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình tràn đầy điểm khả nghi, cũng tự mình nâng lên một đoạn khô đằng nhìn kỹ, thần sắc hơi động một chút. Phía trên những khô đằng này mơ hồ nhìn thấy một ít hoa văn uốn lượn, giống như chữ nhưng không phải chữ, giống như họa nhưng không phải họa, có chút tương tự với ngân khoa văn, kim truyện văn, lại càng thêm huyền diệu, dường như thiên địa đại đạo hóa thân. Những đồ án này vô cùng nhạt, nếu không đưa đến trước mắt, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được. Cái này là huyền thiên chi văn, lãnh diễm lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Chắc không sai, loại này ẩn chứa khí tức hoa văn đại đạo, chỉ có huyền thiên chi vật trong truyền thuyết ra đời trong thiên địa mới xuất hiện qua. Chỉ sợ khô đằng này là một kiện huyền thiên tiên đằng, chẳng qua là quả trên huyền thiên chi vật này bị người hái đi, tự động héo rũ, biến thành như vậy. Lục Vũ tình cười khổ nói, hàn lập đưa ngón tay ra chỉ một chỗ trên khô đằng. Lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy chỗ khô đằng đó có một vết nứt gãy thật nhỏ, bởi vì dây leo héo rũ nên nhìn không rõ, nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra được. Chỗ nứt gãy này rõ ràng cho thấy có đồ vật gì đó bị hái xuống nên hình thành. Quả nhiên, chúng ta vẫn đến chậm một bước, lục vũ tình thở dài, huyền thiên chi vật có thể luyện chế tiên thiên tiên khí, chân quý bực nào, chỉ chậm một chút mà ba người đã lỡ mất dịp tốt rồi. Lãnh diễm lão tổ cũng lộ ra vẻ cực kỳ ảo não, sắc mặt oán hận một chút. Được rồi, đã bị người lấy đi, cũng không còn cách nào khác. Xem ra vận khí của chúng ta còn kém một chút, Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Vào thời khắc này, đỉnh thạch đàn lóe lên hoàng ảnh, hai đạo binh kia đã bay đến, trong tay cầm hai cái túi chữ vật phình ra. Lôi trạch tức thổ ở phía ngoài cơ bản đều bị thu vào hết. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận hai túi chữ vật, lại vung tay lên thu hai đạo binh vào, đang tính nói cái gì đó. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, cấm chế ngôi sao phía trên dược viên lập lòe rung rung, chấn động kịch liệt phát ra thanh âm chấn động cực lớn ba người hàn lập cả kinh ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn một cỗ lực công kích đáng sợ đánh lên cấm chế ngôi sao cấm chế chỉ mới khôi phục một chút huy năng liền hiện ra vô số vết giạt sau đó đột nhiên vỡ vụn ha 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 khí tức linh dược thật nồng đậm nơi đây tuyệt đối là dược viên không thể nghi ngờ một tiếng cười to từ phía trên truyền đến đúng là thanh âm của huyết hàn sắc mặt lãnh diễm lão tổ trắng bệch lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Đồng thời bên ngoài thân lóe lên quang mang, lập tức toàn bộ cơ thể sáp nhập vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập thấy cảnh này, nhíu mày, cũng lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp. Một cô ánh sáng âm u bao phủ thân thể hắn và lục vũ tình, hai người cũng lập tức biến mất. Cấm chế ngôi sao vỡ vụn ra, hóa thành vô số lưu quang phiêu tán. Hầu như ngay lúc ba người Hàn Lập thi triển bí thuật ẩn giấu không bao lâu, một đám tu sĩ bay vụt hạ xuống, đúng là huyết hàn và những tu sĩ quỷ khắp tông kia. Huyết hàn vừa mới đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước, dáng tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, thân hình đang hạ xuống liền ngừng giữa không chung. Những người khác cũng giống nhau, đều sững sờ, các nơi bên trong dược điền đâu còn nhìn thấy một cây linh thảo nào, ngay cả dễ cũng bị đào đi, thậm chí linh thổ cũng bị cạo đi một lớp, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. nếu không phải bố cục nơi đây, chỉ sợ căn bản nhìn không ra linh dược viên. Đáng chết, có người nhanh chân đến trước rồi bên cạnh huyết hàn một trung niên nam tử sắc mặt vàng như nến cam hận nói ra thoạt nhìn thần sắc những người khác cũng rất khó coi sắc mặt huyết hàn càng khó coi vô cùng hai đầu lông mày nhíu lại cuồn cuộn lửa giận những người khác nhìn thấy sắc mặt huyết hàn đều cẩn thận trầm mặc xuống đừng có ngu mốc đứng ở chỗ này đi nhìn xem bốn phía còn có lưu lại cái gì hay không huyết hàn thở dài một hơi trên mặt lửa giận hơi thu lại nói ra những người khác vội vàng đáp ứng một tiếng, tự mình tản ra tìm tòi trong dược viên. Huyết hàn đứng ở không trung không hề động, ánh mắt nhìn khắp dược viên, thần thức cũng tản ra. Đằng sau một tảng đá lớn hẻo lánh trong dược viên, một hư ảnh đang trôi nổi tại đây. Bên trong hư ảnh đứng đấy hai thân ảnh mơ hồ, đúng là Hàn Lập và Lục Vũ Tình. Thân sắc Hàn Lập trịnh trọng, trong miệng lẩm bẩm, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn ra. Ánh sáng âm u chấn động nhẹ nhàng, chậm rãi hòa làm một thể với hư không thần thức đám người huyết hàn đảo qua nơi này, không có dừng lại mảy may, hiển nhiên cũng không phát hiện bất luận điều gì khác thường. Sắc mặt hàn lập thoáng buông lỏng, bất quá động tác trên tay không buông lỏng chút nào, vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Nhưng vào lúc này, ánh mắt huyết hàn ở không trung chợt ngưng tụ, nhìn về phía thạch đàn chỗ sâu trong dược viên, một tay phất lên. Một cỗ hắc quang bắn ra, lóe lên chui vào thạch đàn, rất nhanh quay về, bên trong bao bọc lấy gốc khô đằng kia, rơi vào trước người của lão những người khác tìm tòi bốn phía đều không phát hiện gì mắt thấy cử động của huyết hàn lần này đều bay tới cái này là huyền thiên tiên đằng huyết hàn nhìn khô đằng thân thể bỗng nhiên chấn động trong miệng nói ra huyền thiên tiên đằng nhìn đường vân phía trên xác thực không sai đáng chết huyền thiên chi bảo phía trên cũng bị tặc tử kia hái đi rồi trung niên nam tử mặt vàng như nến biến sắc cả giận nói đại nhân linh thảo nơi đây còn có huyền thiên chi bảo nhất định là bị mấy người lãnh diễm lấy đi cũng may u hàn cung cũng không lớn hơn nữa nhìn tình hình nơi này có lẽ bọn chúng vừa rời đi không lâu chúng ta mau đuổi theo có lẽ còn đuổi kịp một đạo sĩ cao gầy lập tức nói ra không sai những người khác cũng nhao nhao mở miệng bên trong bóng đen đằng sau tảng đá lớn ánh mắt hàn lập hiện lên vẻ vui mừng chỉ cần bọn huyết hàn rời khỏi hắn thừa cơ thần không biết quỷ không hay chạy thoát kỳ thật hắn cũng không phải thật sự kiêng kỵ huyết hàn này dùng thực lực hắn hôm nay Mặc dù không có năng lực địch lại nhưng nghĩ cách tự bảo vệ mình chạy trốn tự hỏi vẫn có vài phần nắm chắc, nhưng lúc đó lục vũ tình này lại giữ không được, đối với địa đồ trên người nàng này hắn vẫn có vài phần hứng thú đấy. Huyết hàn nghe những người chung quanh nói vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn các nơi trong dược viên, tay chợt bấm niệm pháp quyết phung lên. Một viên hắc quang từ trong tay lão bắn ra, bay vụt lên không chung. Hắc quang giống như vật còn sống nhúc nhích một lát, sau đó, dầm ào ào, căng phồng lên, hóa thành một tấm lưới lớn màu đen, gắn vào trên không dược viên. Bên trong hư ảnh, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Đại nhân, vị đạo sĩ cao gầy nghi hoặc nói. Đúng vậy, người hái đi linh thảo và huyền thiên chi bảo khả năng không có đi xa, nhưng cũng có khả năng đang ẩn giấu nơi này. Bất luận khả năng nào đều không thể bỏ qua, món huyền thiên chi vật đó nhất định phải lấy trở lại. Trong mắt huyết hàn hiện lên một tia quang mang cực nóng. Dù sao nếu có một kiện huyền thiên chi vật để luyện chế tiên khí, kỳ thật thực lực liền tăng lên nhiều, do vậy ứng với lực lượng tăng thì quyền lợi của lão sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng áp đảo những người khác phía trên. thế nhưng nơi đây không có một người a. À. trung niên nam tử mặt vàng nhíu mày nói ra, có thể bọn hắn thì triển bí thuật ẩn nấp tung tích, làm chúng ta không dò xét điều tra ra mà thôi. đại nhân nói không sai, bất luận một điểm gì đều không thể bỏ qua. ánh mắt đạo sĩ cao gầy nhìn khắp nơi nói, quả thật có khả năng này. trung niên nam tử mặt vàng nghe vậy gật đầu nhẹ. Huyết hàn không để ý đến người xung quanh nghị luận, cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm. Một viên ngân quang từ trên người lão bắn ra, là một tiểu tháp màu trắng hoàn mỹ, cao nửa xích, phía trên khắc từng đạo đường vân huyền ảo. Tử vi tháp, nhãn tình đạo sĩ cao gầy sáng lên, tiểu tháp màu trắng nhanh chóng biến lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một cái tháp cao hơn một người, đường vân phía trên đều phát sáng lên, xoay tròn. Từng gợn sóng màu trắng trói mắt từ trên tháp nổi lên, sau đó khuếch tan ra chung quanh. Lập tức hư không nổi lên gợn sóng rung động như nước, thiên địa linh khí cũng rung động theo, dường như cùng cảm ứng với những gợn sóng màu trắng này. Gợn sóng màu trắng rất nhanh tràn ngập toàn bộ dược viên, chỗ hai người Hàn Lập cũng bị gợn sóng màu trắng ảnh hưởng đến. Ánh sáng âm u quanh thân hai người lập tức rung rung không thôi, thinh linh từ trong hư không chậm rãi hiện ra, thân ảnh hai người trở nên ngày càng rõ ràng. Thân sắc Hàn Lập biến đổi, trong miệng tụng chú ngữ gấp hơn, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết nhưng bất luận hắn thi pháp như thế nào cũng không thể ngăn cản thân ảnh hai người hiện ra. Vào thời khắc này, một góc dược viên khác hiện ra một viên ánh sáng âm u, lập tức một tiếng trầm đục vang lên, ánh sáng âm u vỡ vụn ra, hiện ra thân ảnh lãnh diễm lão tổ, trên mặt gã tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lãnh diễm, quả nhiên là ngươi, huyết hàn nhìn lãnh diễm lão tổ, trong mắt lóe lên hàn quang. Thân ảnh lãnh diễm lão tổ run lên, trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng, ánh mắt chợt nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì kết cục của kẻ phản bội chỉ có một con đường chết mà thôi, giết hắn đi. Huyết hàn nhàn nhạt nói ra, đám người quỷ khắp tông đáp ứng một tiếng, đều đánh tới hướng lãnh diễm lão tổ. Hai người đứng trước nhất là đạo sĩ cao gầy và trung niên nam tử mặt vàng. Hai tay đạo sĩ cao gầy vung lên, từng quang đoàn màu xanh bắn ra, bên trong lóe ra từng đạo lôi điện màu xanh, nhanh chóng bắn tới lãnh diễm lão tổ. Bên ngoài thân trung niên nam tử mặt vàng đại phóng huyết quang, toàn bộ cơ thể lập tức hóa thành một đạo cột sáng huyết sắc. Một hư ảnh quỷ vật thật lớn từ trong cột sáng huyết sắc hiện hiện phóng tới, miệng lớn há ra mãnh liệt cắn tới lãnh diễm lão tổ. Cốt diễm tán nhân, tịnh minh chân nhân, hai tạc tử các ngươi, bên ngoài thân lãnh diễm lão tổ đại phóng tinh quang, chạy trốn về đằng sau, trong miệng nghiêm nghị quát. Gã còn chưa dứt lời, từng đạo quang mang linh bảo đã ầm ầm đánh tới, bao phủ thân ảnh của gã vào bên trong. chương 431, Động Thiên Khác, cách đó không xa, Hàn Lập nghe lãnh diễm lão tổ hô to, trong mắt lóe lên quang mang, bỗng nhiên tay bấm pháp quyết tản đi bí thuật ẩn nấp, lập tức thân ảnh hai người hiển hiện ra. Đi, trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay nắm lấy vòng eo lục vũ tình, bên ngoài thân hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện. Những hồ quang điện này chỉ thoáng một cái, sau đó hội tụ lại đỉnh đầu hai người, trong khoảnh khắc hóa thành một tia chớp kim sắc vừa thô vừa to, bao lấy thân thể hai người bay về phía đỉnh đầu phá không đi. Huyết hàn thấy vậy cả kinh, nhanh chóng quay người lại. Ta biết ngay các ngươi chạy không xa, đang chờ các người hiện thân đây lão cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết một cái. Xoẹt một tiếng, lưới lớn màu đen phía trên dược viên đột nhiên vang lên tiếng ù ù một hồi, tỏa sáng hào quang, lập tức trở nên vừa thô vừa to gấp bội. Đồng thời từng đạo chỉ đen tựa như một mảnh linh xà hẹp dài từ bốn phía lưới lớn và bên trong tiết điểm bắn ra, nhanh chóng vô cùng quấn quanh đạo tia chớp kim sắc đang phóng lên trời kia. Những chỉ đen này uốn lượn giữa không trung, tốc độ mau kinh người, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh sương mù, so với kim sắc lôi điện còn nhanh hơn một chút. Tia chớp kim sắc kiệt lực tránh né, lướt đến lưới lớn màu đen trên đỉnh đầu nhưng ngay lúc cách lưới lớn 10 trượng thì rất nhanh bị cuồng quyển chỉ đen đầy trời cuốn lấy. Một cổ pháp tắc chi lực quái dị từ bên trong chỉ đen tán phát ra, có chút cùng loại với cấm cố pháp tắc, lập tức kim sắc lôi điện tán loạn ra, lộ ra thân hình hàn lập và lục vũ tình. Chỉ đen không có dừng lại, từ bốn phương tám hướng cuốn tới hai người, dày đặc như mưa, căn bản không thể tránh được. Đồng tử hàn lập hơi co rụt lại, thần sắc vẫn không mảy may bối rối, kim quang sau lưng lóe lên. Một viên luân màu vàng hiển hiện ra, chuyển động nhanh chóng vô cùng, dung nhập vào thân thể của hắn. Lập tức trên thân hàn lập hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, thân hình bắt đầu mơ hồ, tiếp tục phóng tới lưới lớn màu đen trên đỉnh đầu. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh vô cùng, hơn nữa biến hóa cực kỳ nhanh chóng, chỉ đen đầy trời bay vụt xuống, nhìn như bao phủ thân hình hắn, nhưng thân ảnh hàn lập liên tục huyễn hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh, thình lình đơn giản né qua tất cả chỉ đen biến hóa liên tiếp, trong chớp mắt đã xong. Huyết Hàn vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước ra một bước, Hàn Lập đã mang theo lục vũ tình tránh thoát chỉ đen đầy trời, xuất hiện ở phía trên lưới lớn màu đen. Trong mắt Huyết Hàn hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Vọt qua lưới đen thì như thế nào, chỉ đen này chẳng qua là một loại biến hóa của tấm lưới màu đen của lão mà thôi. Lưới này không chỉ ẩn chứa cấm cố pháp tắc chi lực, hơn nữa cứng cỏi vô cùng, đủ để vây khốn tu sĩ Kim Tiên, huống chi hàn lập chỉ là một gã chân tiên cảnh mà thôi. Huyết hàn lật tay thu hồi tiểu tháp màu bạc, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới phía hai người. Vào thời khắc này, một cỗ khí thức cường đại vô cùng từ trên thân hàn lập bộc phát ra, thình lình đạt đến cấp độ kim tiên. Tiếng đùng đùng vang lên không dứt, từng đạo kim sắc lôi điện từ trên người hắn phóng ra, kim sắc lôi điện này sáng long lanh, hơn nữa lại vừa thô vừa to, uy thế hơn xa kim sắc lôi điện vừa rồi, trong đó thình lình còn kèm theo một cỗ chấn động nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực. Cùng lúc đó, một cái càng cua cực lớn bỗng nhiên từ trong cơ thể hàn lập thò ra, phía trên quấn quanh từng đạo kim sắc lôi điện óng ánh vừa thô vừa to, giống như một cái kéo lôi điện cực lớn, cắt vào lưới lớn màu đen. Xoẹt, lưới lớn màu đen thình lình bị cắt ra một cái lỗ hổng, tuy rằng không lớn, nhưng đủ cho hai người chui qua. Huyết hàn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, thân hình hàn lập nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh, từ bên trong miệng quang cháo tử sắc bắn ra bỏ chạy ra ngoài hắn không dừng lại chút nào thân hình mơ hồ một cái sau một khắc liền xuất hiện ở xa xa phía chân trời lại lóe lên triệt để biến mất vô tung hầu như ngay lúc hàn lập bỏ chạy thân hình huyết hàn cũng theo sát phía sau phóng qua lưới lớn màu đen ra ngoài nhìn về phía hàn lập bỏ chạy đáng chết mau đuổi theo cho ta huyết hàn nổi giận gầm lên một tiếng trong một mảnh rừng rậm bên trái một đỉnh núi một đạo kim quang lóe lên rơi ở chỗ này quang mang thu vào hiện ra thân ảnh hàn lập và lục vũ tình hàn đại ca vì sao không trực tiếp ngự không rời xa nơi này Thần sắc lục vũ tình có chút bối rối mở miệng hỏi gã cầm đầu là một kim tiên nếu như chỉ một mình ta so đấu độn tốc ta chưa hẳn thua hắn nhưng mang theo ngươi thì không nắm chắc toàn thân trở ra một khi trốn chạy đến hải vực không có vật che chắn chúng ta sẽ rất khó thoát khỏi bọn họ ánh mắt hàn lập băn khoăn ở trên không giải thích lục vũ tình nghe vậy thần sắc hơi đổi, trong nội tâm cảm thấy may mắn là Hàn Lập không có lựa chọn vứt bỏ nàng mà đi. Bất quá, trốn ở chỗ này cũng không phải sách lược vẹn toàn, chúng ta cần phải che giấu khí tức, ẩn núp đến địa phương khác trên đảo rồi rời đi. Đúng rồi, người có linh bảo có thể che giấu khí tức không? Hàn Lập thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi, ân, gia phụ đã bỏ ra một số tiền lớn sắm cho ta một kiện. Lục vũ tình gật đầu nhẹ nói ra, dứt lời, thủ trưởng của nàng lật ngược, lấy ra một kiện sa y cực mỏng màu trắng như tuyết, mặc vào người. Vừa mới mặc sa y vào, lập tức sáng lên một tầng bạch quang yếu ớt, lóe lên sáp nhập vào quần áo trên người lục vũ tình. Cùng lúc đó, khí tức trên thân nàng cũng trở nên như có như không. Đúng vậy, chỉ cần chạy xa khoảng cách nhất định, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Hàn lập dò xét một chút, thỏa mãn gật đầu, nói ra. Đang nói chuyện, hắn cũng thúc giục mặt nạ vô thường minh và bí thuật ẩn nấp, triệt để che đậy khí tức của mình lại. Sau đó, Hai người đi ngược với hướng dược viên, đi vào chỗ rừng sâu. Sau khi hai người rời đi không lâu thì có bốn đạo nhân ảnh từ trên không trung phi thân hạ xuống, rơi vào vị trí bọn hắn dừng lại lúc trước. Khí tức hai người kia đến đây liền mất đi, Cốt Diễm Tán nhân nhìn chung quanh một vòng, lông mày nhíu chặt nói: "Hẳn là sợ bị chúng ta phát hiện, dùng ẩn nặc thuật rồi." Một gã đại hán dáng người cường tráng như thiết tháp cười lạnh một tiếng, nói ra: "Bất luận thế nào cũng phải tìm ra bọn hắn." nếu không huyết hàn đại nhân truy cứu chúng ta đảm đương không nổi một gã tu sĩ thập phương lâu khác có vẻ mặt đau khổ lo lắng nói hắc hắc không cần kinh hoàng ở chỗ ta có một con thú có tiểu thần thông truy tìm dấu vết có thể thử một lần tịnh minh chân nhân vừa cười vừa nói dứt lời thủ trưởng lật ngược trong lòng bàn tay gã xuất hiện một tiểu đỉnh màu từ kim lớn cỡ lòng bàn tay nắp tiểu đỉnh mở lên liền chui ra một dị thú có cái mũi dài tướng mạo cổ quái hai mắt nó nhắm nghiền cái mũi co lại lộ ra vẻ ngây thơ, trông rất sống động. Tịnh Minh chân nhân lấy ra một đoạn hương liệu màu đen, ngón tay cháy lên ngọn lửa đốt nó rồi ném vào tiểu đỉnh, sau đó xong chỉ dơ lên, trong miệng đọc một câu khẩu quyết, điểm vào đầu dị thú trên nắp đỉnh. Chỉ thấy hai mắt dị thú bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai con mắt như hai quả bảo thạch màu hồng, nó duỗi dài cổ ra người bốn phía một vòng, sau đó khẽ chuyển chỉ về hướng hai người Hàn Lập, phun ra một làn khói khí đậm đặc màu trắng. Con vật này tên là Khứ Linh Đỉnh, có thể ngửi được mùi các tu sĩ thông qua pháp lực lưu lại trong không khí, và mùi dấu vết khí tức, lại càng mẫn cảm với mùi thơm cơ thể nữ tử. Bất quá, khoảng cách thời gian không được quá dài, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đuổi theo. Tịnh Minh chân Nhân cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Ba người còn lại thấy thế đều vui vẻ, vội vàng men theo hướng khói khí chỉ, đuổi theo. Lại nói hai người hàn lập một mực hành tẩu dọc theo rừng rậm, không bao lâu thì đi tới một mảnh lâm viên rách nát hoang phế. Phóng nhãn nhìn qua, toàn bộ đình đài lầu các bên trong vườn đã sụp đổ, khắp nơi đều mọc lên rêu xanh trắng nón, dây leo rậm rạp quấn quanh. Diện tích lâm viên hoang phế này không quá lớn, căn bản là bắt đầu từ biên giới phiến rừng rậm này, đi hết lâm viên thì cũng tới phần cuối rừng rậm. Cửa vào lâm viên là một cổng vòm hình tròn đã sụp một nửa, bên ngoài có một con đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, uốn lượn một mực kéo dài tới dưới chân núi. Không đúng, đằng sau có người đuổi kịp rồi. Hàn Lập bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía rừng rậm, nói ra chúng ta rõ ràng đã che giấu khí tức, bọn họ làm thế nào đuổi theo được. Lục Phú Tình cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi. Chúng ta có bí thuật che đậy khí tức, bọn hắn chưa hẳn không có bí thuật dò xét chúng ta, thật sự không được, cũng chỉ có thể cố chạy xa. Hàn Lập còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, trong miệng kinh ngạc ổ nhẹ một tiếng. Làm sao vậy, Hàn Đại ca? Lục Phú Tình có chút khẩn trương hỏi. Hàn Lập không có trả lời, bước nhanh đến trước cổng vòm đã sập một nửa, cẩn thận đánh giá. Lục Vũ Tình thấy thế, cũng đi qua, cho mày nhìn về phía cổng vòm. Trong mắt nàng và Hàn Lập không hẹn mà cùng sáng lên quang mang, một lam một tối nhìn vào. Hàn đại ca, người thấy điều gì không ổn sao? Sau một lát, Lục Vũ Tình thu hồi ánh mắt, nghi ngờ hỏi. Người cũng không nhìn ra cái gì sao? Chắc là ta quá lo lắng, chúng ta đi thôi. Hàn Lập nghe vậy, liếc nhìn Lục Vũ Tình, khẽ lắc đầu nói ra. Dứt lời, hai người liền xài bước đi, bước vào trong cổng vòm hình tròn. Kết quả vừa vào cửa cổng, lập tức không gian chung quanh hai người vặn vẹo một hồi, giống như là một tấm giấy trắng bỗng nhiên bị một ngón tay chọc vào phía trong một chút, lập tức bề mặt hiện ra từng tầng nếp gấp. Trong nội tâm Hàn Lập Cả Kinh, muốn lui về phía sau cũng đã không còn kịp rồi, một bước đạp vào khoảng không phía sau, toàn bộ cơ thể lảo đảo một cái, hướng phía trước kìm lại mới đứng vững thân hình. Lục Phú Tình bên cạnh hắn càng không đứng vững, té xuống phía trước, may mắn tay mắt hắn lanh lẹ chụp lấy nàng mới không gây ra cảnh tiên nhân té nhào đáng chê cười đây là địa phương nào chúng ta là lục phú tình đứng lên sau đó nhìn về cảnh vật trước mắt lập tức hoảng sợ nói chỉ thấy trước mắt của nàng từ trống rỗng xuất hiện một dãy sơn mạch hẹp dài kéo dài mấy trăm dặm phía trên dãy núi phập phồng quần phong uốn lượn giống như chỗ bọn họ liên thông lại với hòn đảo nhỏ hàn lập quay đầu lại nhìn thoáng qua cổng vòng hình tròn đã sập một nửa vẫn đứng đó chẳng qua là so sánh với hoàn cảnh bên này có vẻ không hợp với nhau chỗ này còn có động thiên khác nữa, cổng vòm này chính là cửa vào. Hàn lập trầm ngâm một lát, ánh mắt chấp lên, chậm rãi mở miệng nói ra. mươi 432, xuyên giới bia, nơi này thiết kế xếp đặt thật sự tinh xảo, trước khi tiến vào chúng ta lại không phát hiện nửa điểm không gian chấn động. Lục vũ tình gật đầu nhẹ, tự đáy lòng tán thán. Ngược lại ta có một suy đoán, có lẽ nơi này vốn là một thông đạo một chiều, có cơ quan phát động bên cạnh, cho nên chỉ có thể từ nơi này đi đến hướng lâm viên bên kia, không biết có phải vì nguyên nhân cổng vòm tổn hại hay không, mới biến thành tình trạng hai bên đều có thể thông qua với nhau. Hàn Lập suy tư một lát nói ra, Lục Phú Tình nghe vậy, lập tức nhìn hướng cổng vòm dò xét qua, rất nhanh liền phát hiện, ở phía trên quả nhiên có từng đợt không gian chấn động truyền đến khi có khi không. Tiến vào chỗ không gian ẩn giấu này, có lẽ bọn hắn khó tìm được chúng ta. Lục Phú Tình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Lập nói. Chúng ta cũng không thể chủ quan, Chẳng phải lúc trước bọn hắn dùng bí thuật gì truy tung chúng ta sao?" Hàn Lập lắc đầu nói ra, Lục Vũ Tình nghe vậy, trầm mặc lại, ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên phất ống tay áo lên. Một đạo kim sắc quang mang từ trên người hắn bay vút ra, hiện ra một gã hoàng bào đạo nhân, đúng là giải đạo nhân. "Hàn đạo hữu, tuy ta là khôi lỗi, lại nhận ngươi làm chủ, nhưng mấy ngày nay ngươi gọi ta vô số lần cũng không tránh khỏi phiền hà a." Giải đạo nhân vừa xuất hiện, thoáng nhìn Lục Vũ Tình, sau đó truyền âm cho Hàn Lập. Đại địch trước mặt, đúng là bất đắc dĩ. Lần này gọi ngươi ra là muốn cấp ngươi một ít tiên nguyên thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngươi nhìn xem có đủ sử dụng hay không. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lật tay lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới, nói. Nếu trừ đi số cần phải dùng khi phát động một vài bí thuật, số còn lại cũng miễn cưỡng đủ cho ta chữa trị tổn hao lúc trước. Thần sắc giải đạo nhân không thay đổi, tiếp nhận túi chữ vật dò xét một chút, nói ra. Tốt, Vậy Giải đạo hữu hãy về tính dưỡng trước đi. Một khi ta lại triệu hoán ngươi ra, chỉ sợ chính là thời khắc mấu chốt rồi." Hàn Lập gật đầu nói. Giải đạo nhân nghe vậy, không nói gì thêm, thân hình lần nữa hóa thành một đạo kim quang, bay vào trong tay áo Hàn Lập. Lục Vũ Tình lẳng lặng quan sát màn này một cách thờ ơ, tuy không tránh được sự hiếu kỳ với thân phận Giải đạo nhân, nhưng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Bất luận như thế nào, trước tìm hiểu kỹ nơi đây là địa phương nào đã. Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, Ánh mắt nhìn về phương xa, buông ra thần thức dò xét dãy núi phía trước. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, lông mày nhăn lại nói: "Nơi này có chút cổ quái, tựa hồ là một chỗ không gian độc lập. Thần thức bay ra bên ngoài phạm vi dãy núi đều bị cản trở, chỉ có thể dò xét khu vực bên trong. Bây giờ chúng ta nên làm gì, hay là đi xem một chút ha?" Lục Vũ Tình hỏi, "Nếu nơi này là một khu vực phong bế, vậy cửa ra vào không chỉ có một cái." Trước hết, chúng ta đi qua ngọn núi bên kia xem xét một chút, không chừng có thể tìm được cửa ra vào nơi đây. Hàn lập sau một phen suy tính, nói ra, lục vũ tình gật đầu nhẹ, không có dị nghị với phán đoán của Hàn lập. Quyết định xong, lập tức hai người khởi hành, hóa thành hai vệt cầu vồng cùng bay vào chỗ sâu trong sơn mạch. Thân ở trên không trung, Hàn lập mới phát hiện lúc trước bị thân núi che chắn nên không thấy rõ toàn cảnh, thì ra toàn bộ dãy núi cũng không phải chạy dọc một đường. Mà khi kéo dài hơn 10 dặm thì phân ra thành hai nhánh sơn mạch Hàn Đại ca, chúng ta đi hướng nào?" Lục Vũ Tình nhìn ngã ba phía dưới, dò hỏi. Hàn Lập nghe vậy, nhìn xuống hai sơn mạch phía dưới, thần thức lần nữa phóng xuống dưới, muốn dò xét ra chút gì trong đó, kết quả lại giống lúc trước, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Hai hướng đều không thấy có gì khác biệt, chỉ có thể dò xét cả hai qua một lần thôi, trước đi theo hướng này. Hàn Lập giơ ngón tay lên, định chỉ một hướng, bỗng nội tâm khẽ động, dừng nói. Hắn kinh ngạc phát hiện 72 Chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm trong cơ thể mình đột nhiên trở nên náo động khó hiểu, thông qua tâm thần liên hệ, không ngừng truyền tới hắn một loại cảm xúc khó nói nên lời. Loại cảm xúc này giống như hưng phấn, lại như kinh ngạc, vừa giống như luống cuống, lại vừa như là kích động. Hàn Lập suy nghĩ một chút, lật tay lên, một đạo thanh quang hiện lên, là Chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm đang lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Nhưng mà, kiếm này vừa xuất hiện lập tức muốn vọt về phía sơn mạch bên phải nếu không phải tâm niệm hàn lập vừa động lập tức khống chế được thì nó đã bay đi mất rồi hàn đại ca cái này là lục vô tình thấy thế vội vàng hỏi chẳng biết tại sao bổn mạng phi kiếm của ta dường như bị cái gì tác động muốn bay về hướng sơn mạch bên kia hàn lập nắm chặt chuôi kiếm nhìn sơn mạch phía dưới nói ra hàn đại ca nếu như phi kiếm có linh tính chắc là cảm ứng được cơ duyên gì đó chúng ta đang tính chọn một đường đi nếu như phi kiếm chọn bên này sao chúng ta không cùng đi theo hướng đó lục vũ tình suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói cũng được hàn lập nghe vậy suy nghĩ chốc lát gật đầu nói dứt lời hai người liền bay về hướng sơn mạch bên phải thời điểm tới gần điểm phân nhánh bỗng nhiên hàn lập ngừng lại quay đầu nhìn một cái về vị trí cổng vòm lục cô nương có thể đưa ta một mảnh vải áo không hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra tuy trong mắt lục vũ tình hiện lên một tia nghi hoặc nhưng cũng không do dự liền xoẹt một tiếng xé xuống một mảnh tà váy, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy, dùng tay lên, gọi ra hai con cự viên khôi lỗi. Đầu tiên, hắn đem mảnh váy của lục vũ tình cột vào ngón tay một con khôi lỗi, sau đó lại đem một tia thần niệm của mình đầu nhập vào cơ thể một con khôi lỗi khác, rồi ra lệnh cho bọn chúng bay về phía sơn mạch bên trái. Lục vũ tình thấy thế, đôi mắt sáng ngời, không khỏi tán thán nói, vẫn là Hàn đại ca suy nghĩ chu toàn, như vậy dù cho đám người kia có đuổi theo đến đây, cũng chưa chắc lập tức tìm được chúng ta. Nếu vận khí chúng ta tốt một chút, bọn hắn thật sự đi bên kia, bất kể gây ra cái gì hay là chém giết khôi lỗi của ta, chỉ cần gây ra động tĩnh gì, chúng ta liền sớm phát hiện ra được." Hàn Lập chậm rãi nói ra. Lục Vũ Tình nghe vậy, trong nội tâm có chút nghi hoặc, cuối cùng một người trải qua con đường phát triển như thế nào mới có thể đạt đến trình độ tâm tư kín đáo đáng sợ đến như thế. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi." Hàn Lập nói một tiếng, sau đó bay về phía sơn mạch bên phải. Lục Vũ Tình cũng đi theo hai người vừa mới bay đến phía trên sơn mạch này thì thanh trúc phong vân kiếm trong tay hàn lập bỗng nhiên rung rung kịch liệt lang không sinh ra một cỗ đại lực kéo hắn bay xuống dưới lúc gần tới rừng bỗng nhiên trong tay áo hàn lập ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động tự hành phiêu phù dựng lên ngay sau đó ống tay áo bỗng nhiên mở ra bên trong ánh sáng màu xanh phun ra từng chuôi phi kiếm màu xanh lần lượt phóng ra lần lượt từng chuôi phóng nhanh xuống dưới trong nội tâm hàn lập không khỏi cả kinh vội vàng một bên buộc chặt ống tay áo một bên dùng tâm thần liên hệ thanh trúc phong vân kiếm, muốn gọi chúng trở về, nhưng hơn 10 thanh phi kiếm đã bay ra ngoài lại như hoàn toàn mất đi sự khống chế, căn bản không chịu nghe lệnh hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ánh sáng màu xanh quanh thân chấp động, vội vã bay theo hướng đám phi kiếm. Ánh mắt lục vũ tình ngưng tụ, không do dự, cũng lập tức đuổi theo. Sau khi rơi xuống rất, trong lòng hàn lập siết chặt. Hắn đột nhiên phát hiện, những phi kiếm bay đi vừa rồi, trong nháy mắt bỗng nhiên cắt đứt liên hệ với hắn lúc này hắn không cảm giác được những phi kiếm kia nữa rồi hắn kiềm chế sự nôn nóng trong lòng ánh mắt quét chung quanh một vòng phát hiện mình đang đứng tại một mảnh lâm viên hoang phế mọc đầy cỏ chung quanh tràn đầy cỏ khô và cây thấp nhìn rất lộn xộn mặt đất dưới chân dường như vốn có một con đường nhỏ lót bằng gạch xanh chẳng qua giờ phút này bị cành khô lá vàng trộn lẫn bùn đất vùi lấp hầu như không cách nào thấy rõ sắc mặt hàn lập âm trầm thần thức không ngừng quét chung quanh lại không thu hoạch được gì mà lúc này những phi kiếm còn lại trong tay áo hắn đang không ngừng vũ động, muốn phá tan sự cầm cố của hắn. Hàn lập cúi đầu liếc qua ống tay áo đang phiêu phù cuồn cuộn, bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, buông một chuôi phi kiếm bên trong tay áo ra. Vèo, chuôi phi kiếm màu xanh này lập tức từ trong tay áo hắn nhanh chóng bắn ra, lóe lên liền bay vào chỗ sâu trong lâm viên phía dưới. Lam quang trong đôi mắt hàn lập sáng ngời, tâm thần khóa nhanh chuôi phi kiếm, thân hình dựng lên, nhanh chóng đuổi theo. Một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy phi kiếm xuyên thẳng tắp qua tầng tầng chướng ngại bay thẳng đến chỗ sâu nhất trong lâm viên cuối cùng đâm thẳng vào tấm mộ bia màu đen cao cỡ nửa thân người chui vào trong đó biến mất mộ bia màu đen kia đứng thẳng tắp phía trên ngoại trừ lưu lại dấu vết ăn mòn của thời gian cũng chỉ có chút hít màu tối của rêu xanh không có khác bất luận văn tự gì phía sau mộ bia là một mảnh đất phun lên thoạt nhìn giống như những phần mộ thông thường lam quang trong mắt hàn lập bắt đầu khởi động dùng minh thanh linh mục quét qua mộ bia màu đen kia, chỉ cảm thấy phía trên có từng đợt không gian nhộn nhạo rung động lấy mắt thường khó phân biệt được. Lông mày hắn nhíu chặt đi tới phía trước, đưa tay đè xuống tấm bia mộ. Chỉ thấy trên bia mộ nhộn nhạo lên một tầng hắc sắc quang mang, lóe lên vài cái liền khôi phục nguyên trạng. Lông mày hàn lập nhíu chặt nhấn xuống bốn phía tấm bia mộ, nhưng bất luận hắn thử như thế nào, trên bia mộ đều chỉ có hắc quang nhộn nhạo, thủy chung không phản ứng gì khác. Lúc này, Lục Phú Tình cũng chạy tới, Độn quang thu vào đứng bên cạnh Hàn Lập, ánh mắt đảo qua khắp nơi, sau đó đồng dạng rơi vào trên tấm bia mộ, ngưng thần tra xét. Mộ bia này, sau một lát, nàng có chút do dự nói, như thế nào, ngươi biết vật ấy, Hàn Lập quay đầu nhìn nàng, hỏi, nếu như ta không có nhận lầm thì nó hẳn là một khối xuyên giới bia, bên trong đảo phủ chủ chúng ta cũng có một khối. Lục Vũ Tình nói, xuyên giới bia, đó là vật gì, Hàn Lập hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc hỏi. Nó cùng loại với truyền tống trận, coi như là một loại không gian pháp bảo A. Bất quá nó là truyền tống một chiều, về sau liền không cách nào quay trở về đường cũ. Lục Vũ Tình giải thích, người có biện pháp nào thúc giục vật ấy không? Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, vội vàng hỏi, chương 433 kiếm tông tuyệt tích, để ta thử một lần. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Vũ Tình nói, làm phiền, Hàn Lập gật đầu, nói, Lục Vũ Tình đi tới trước, vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay lóe lên linh quang, hiện ra một cái vòng ngọc màu đen hình bát giác, bề mặt khác rõ hoa văn hình xoắn ốc hết sức cổ quái, thành tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, khiến cho người nhìn hoa cả mắt. Đây là chìa khóa của tấm xuyên giới bia ở trong phủ chúng ta, có người nói nó cùng với xuyên giới bia đều là tổ truyền. Chìa khóa này có thể sử dụng ở đây hay không kỳ thực muội cũng không chắc lắm. Vừa dứt lời, Lục phú Tình nhấc một tay lên, bấm ra một pháp quyết, đánh lên trên vòng ngọc. Chỉ thấy sau khi một đạo thanh quang bay vào vòng ngọc, hoa văn hình xoắn ốc trên đó đột nhiên xoay tròn phun ra một luồng hào quang màu đen chiếu vào xuyên giới bia trên xuyên giới bia cũng theo đó hiện ra một văn lộ hình xoắn ốc sau khi văn vẹo một hồi ở giữa liền sinh ra một vòng xoáy màu đen lớn chừng bàn tay chầm chậm xoay tròn chỉ là vòng xoáy này lúc lớn lúc nhỏ tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí muốn không ngừng mở rộng nhưng ngược lại cùng lúc đó cũng có một cỗ lực lượng khác muốn dồn ép lại chẳng lẽ hàn lập thấy vậy chân mày hơi nhíu hàn đại ca tựa hồ chìa khóa của muội cũng không hoàn toàn phù hợp với tấm xuyên giới bia này, mau rót thêm càng nhiều tiên linh lực cho vòng ngọc, hỗ trợ muội mở xuyên giới bia. Lục Vũ Tình mở miệng, kêu lên, Hàn Lập không nói hai lời, lập tức khoát tay, đánh về phía vòng ngọc trong tay Lục Vũ Tình, tiên linh lực vô cùng tràn trề trong cơ thể tuôn trào ra mãnh liệt, rót vào trong vòng ngọc. Trong nháy mặt, đạo quang trụ màu đen phun ra từ trong vòng ngọc đen kia chợt biến lớn, khiến cho hầu như cả mặt ngoài tấm bia nhộn nhạo lên từng tầng hào quang màu đen, không ngừng vặn vẹo. Cùng lúc đó, vòng xoáy ở chính giữa vốn lớn chừng bàn tay dường như đã vượt lên trên cỗ lực lượng thần bí muốn áp chế nó, từng điểm từng điểm biến lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lục Phú Tình thấy vậy, nhất thời lộ vẻ vui mừng, Hàn Lập cũng vậy. Chỉ thấy tốc độ xoay tròn của vòng xoáy màu đen trên xuyên giới bia càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên rực rỡ ô quang, từ đó truyền lực hấp dẫn kỳ dị, lập tức hút trọn hai người Hàn Lập vào. Sau đó Hàn Lập chỉ cảm thấy một hồi long trời lở đất, đầu tiên là trước mặt trời tối sầm, rồi lại sáng lên còn không đợi thân hình hắn đứng vững để thấy rõ ràng tình huống chung quanh phi kiếm còn sót lại trong tay áo lại một lần nữa bạo động lần này so với trước kia còn mạnh hơn gấp mấy lần hắn cũng không kịp ngăn cản từ trong ống tay liền có vài chục đạo thanh quang cùng nhau tuôn ra ở giữa không trung vẽ ra từng vệt cầu vồng màu xanh rất dài như hơn mấy chục con du long màu xanh vội vã phóng vút lên cao trong nháy mắt liền chui vào trong mây biến mất không thấy hàn lập cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ dùng ống tay áo trống rỗng nhìn về phía trước người. Phía trước người hắn thình lình lại là một ngọn núi lớn đứng sừng sững, cao vút đến tầng mây. Trên ngọn núi cao chọc trời này, thảm thực vật rậm rạp, xanh tốt, có thể thấy là một mảnh lớn xanh tươi, khắp nơi tỏa ra sinh cơ bừng bừng, quả thực cách biệt một trời một vực so với cảnh lúc trước. Cảnh trước mặt khác biệt hoàn toàn so với trước đây, khiến cho Hàn Lập có chút hoài nghi không biết có phải mình lại một lần nữa bị lâm vào ảo cảnh. Sau khi dùng minh thanh linh mục và chân thực chi nhãn dò xét qua, Hắn liền phát hiện nơi này cũng không phải là ảo cảnh gì, mà là thế giới chân thực. Giữa lúc hắn đang nghi hoặc, không gian bên cạnh văn vẹo một hồi, sau đó thân ảnh Lục Vũ Tình lão đảo xuất hiện ở xuất hiện bên người hắn. "Hàn đại ca, chẳng lẽ chúng ta đã tiến nhập xuyên giới bia?" Lục Vũ Tình thấy cảnh tượng trước mắt cũng rất nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. "Ta nghĩ chắc là vậy, nơi này có chút cổ quái, bây giờ tất cả bổn mạng phi kiếm của ta đều bay đến ngọn núi này rồi." Hàn Lập chỉ về phía đỉnh núi, nói lúc trước bởi vì liên hệ với thanh trúc phong vân kiếm bị cắt đứt nên hàn lập có vẻ hơi nôn nóng lúc này đi qua xuyên giới bia đến chân núi nơi đây tuy tất cả phi kiếm đều bay hết ra ngoài nhưng liên hệ cùng với phi kiếm lại một lần nữa quay trở lại khiến cho hắn yên tâm hơn một chút đi đến đó thử xem có lẽ những người thập phương lâu đó không đuổi kịp rồi nếu phi kiếm ở trên núi chúng ta sẽ thu hồi lại sau đó tranh thủ thời gian tụ hợp với các đạo hữu chân diễm tông kia ánh mắt lục vũ tình lóe lên nàng nói chúng ta đi thôi Hàn Lập không thể hiện rõ ý kiến, chỉ nói thế, rồi đồng thời vung tay áo lên, cả người hóa thành một đạo thanh quang, phóng thẳng lên trời. Nhưng mà, hắn vừa phóng lên cao không quá trăm trượng, phong vân phía trên đỉnh đầu nhất thời biến sắc, một cỗ uy áp vô hình tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây bỗng nhiên ép xuống thêm vài phần, một cỗ kiếm khí hùng dũng, vô cùng minh mông nhất thời từ trên cao cuồn cuộn kéo tới. Vô số đạo kiếm quang mờ mờ, chằng chịt, chen trúc, giống như thiên quân vạn mã xông tới với khí thế cực kỳ hùng tráng. Lục vũ tình thấy cảnh này, thân hình vừa mới phi lên, lại vội vã hạ xuống, sắc mặt trắng bệch. Hàn lập ở giữa không trung, ánh mắt hơi lóe lên, quanh thân sáng lên từng quang điểm màu lam, đột nhiên vung lên một quyền đánh lên bầu trời kiếm quang. Một đạo quyền cương vô hình như sẻ ngược dòng nước, Sông thẳng lên bầu trời. Một tiếng ầm ầm vang rất lớn, bầu trời rung động một hồi, phảng phất như toàn bộ hư không đều bị đánh cho vỡ nứt, phát ra liên tiếp tiếng ken két chỉ thấy kiếm quang khắp trời đang hạ xuống chợt chậm lại vô số kiếm quang chỗ tiếp xúc với quyền cương ầm ầm vỡ nát nổ tung thành vô số mảnh nhỏ mà mắt thường có thể thấy được ở giữa nhất thời lộ ra một lỗ thủng cực lớn hàn lập thấy thế thân hình phóng lên lao nhanh tới lỗ thủng kia nhưng mà còn không đợi hắn bay tới bên miệng lỗ thủng tầng mây trên bầu trời tựa hồ lại đè xuống dưới thêm một lần nữa phía trên lỗ thủng trong hư không hiện lên một tầng kiếm quang màu sáng bạc không biết từ đâu sinh ra lấp vào chỗ đó, rồi đổ sập về phía Hàn Lập. Chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút, hắn liền nhấc tay, vung lên phía trên. Một mảnh ô quang lập tức từ trong lòng bàn tay hắn phụt ra, hóa thành một cự luân màu đen có khắc hoa văn, vang lên vù vù lao về phía kiếm quang màu bạc kia. Keng keng keng, liên tiếp tiếng kim loại giao nhau vang lên, khiến người nghe bị một hồi chói tai, choáng váng. Trọng thủy chân luân trải qua nhiều lần được Hàn Lập tế luyện, nhất là sau khi trọng thủy tầng 2 dung nhập vào, uy năng bây giờ đã đạt đến mức độ khó tin. Thủy đạo văn sinh ra trên đó tỏa ra quang mang rực rỡ, làm cho ô quang thân luân càng thêm nổi bật, thoạt nhìn quả thực như một vầng mặt trời màu đen. Dưới sự thúc giục của Hàn Lập, trọng thủy chân luân như một cái ma mà bàn màu đen to lớn, điên cuồng xoay tròn, không ngừng nhìn cho kiếm quang khắp trời thành phấn vụn. Nhưng tầng tầng kiếm quang bị đánh tan thì theo đó tầng mây trên bầu trời càng ngày càng thấp, kiếm quang sinh ra trong hư không cũng trở nên càng ngày càng dày đặc, đồng thời trạng thái ban đầu vốn hơi mờ lại ngày càng trở nên ngưng thực như thật hàn lập chỉ cảm thấy không gian chung quanh tựa hồ bị dồn nén có hơi chút vặn vẹo bầu không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng càng ngày càng ép chặt cứng sau khi trải qua thử nghiệm hàn lập rốt cục vững tin nếu là mình bất chấp liều mạng ra sức chống lại cũng có thể dựa vào khí lực huyền tiên và một thân thần thông gắng gượng chống đỡ bay được lên trên đỉnh ngọn núi này nhưng cũng khó bảo đảm bản thân sẽ không bị hao tổn hiện nay thân ở trong minh hàn tiên phủ khả năng gặp phải nguy hiểm liên tiếp xuất hiện, tuy là lo lắng tình cảnh thanh trúc phong vân kiếm nhưng hắn cũng không muốn lại tiếp tục mạo hiểm bay lên đỉnh núi. Vì vậy, hắn một lần nữa hạ xuống đất, nói với lục vũ tình, kiếm khí nơi này không biết đã tích lũy bao nhiêu năm tháng, thực sự quá mức rồi rào, không có biện pháp bay lên, chỉ có thể đi bộ leo lên núi thôi. Lấy cước trình của chúng ta, bộ hành leo núi cũng không tốn nhiều thời gian. Lục vũ tình gật đầu, đáp, dứt lời, hai người dọc theo con đường đá phiến dưới chân, đi lên phía sơn khẩu trên đỉnh núi. Từ khi Hàn Lập không cường hành ngự không nữa thì tầng mây trước đây bị ép xuống cũng bắt đầu từ từ nâng lên cao, khôi phục lại nguyên trạng, đối với việc hai người đi bộ lên núi tựa hồ không tạo ra trở ngại gì khác. Đi tới trước sơn khẩu, hai người liền thấy ở lối vào là một cổng trào bằng đá cao lớn nghiêm trang, mặt trên điêu khắc một tấm biển lớn, tạc bốn chữ kim triện văn, vô sinh kiếm tông. Đầu bút lông cứng cáp, đường hoàng nhưng lại không mất đi vẻ tiêu sái phiêu giật, tựa như được tạc bằng kiếm sắc, vô cùng sắc nét lại có cảm giác vài phần phóng đáng không bị gò bó ánh mắt hàn lập quét đến đầu tiên là cảm thấy kiếm ý to lớn không cách nào nói được ập vào mặt theo bản năng hắn không khỏi lùi lại mấy bước nhưng tiếp đó lại ngẩn người ra đây chính là vô sinh kiếm tông nổi tiếng thần bí chỉ một đường truyền thừa trăm vạn năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích thế cho nên người sau này cũng không biết tông môn ở chỗ nào không nghĩ tới lại là ở chỗ này đang cân nhắc hắn đưa khóe mắt liếc qua lục vũ tình ở bên cạnh thấy nữ nhân này không lộ ra vẻ gì đó tương tự hắn, cũng không biết có phải nguyên do nàng vốn không thiên về kiếm đạo hay không, vì vậy mà không có cách nào cảm thụ được kiếm ý ẩn chứa trong đó. Bồn mạng phi kiếm của ta bị hấp dẫn tự động bay vào bên trong, chẳng lẽ là trong tông môn này có trận pháp chân kiếm gì đó? Liên hệ với tầng mây kiếm quang lúc trước, Hàn Lập không khỏi suy đoán như vậy. Sau khi ở chỗ này tự suy luận sơ sơ, hắn liền cùng lục vũ tình đi vòng qua cổng trào bằng đá, tiếp tục lên núi. Con đường đá phiến ngoằn nghèo quanh co rất dài, một vòng lại một vòng như một con rắn dài uốn lượn trên sườn núi. Hai người Hàn Lập vội vã hành tẩu trên sơn đạo, dọc đường gặp rất nhiều công trình ẩn nấp trong rừng, cha xét qua liền phát hiện các tòa nhà đều có một trận pháp cấm chế che chở. Dưới thách thức của thời gian, đại đa số đều trở nên đổ nát, tan hoang không thể tả. Hai người càng đi lên trên đỉnh núi, cảnh vật chung quanh lại càng trở nên u tĩnh, trong rừng núi chỉ thấy um tùm, dập dạp cổ thụ nhưng không thấy bất luận chim chóc, muông thú nào khắp nơi đều tràn ngập vẻ yên tĩnh sơ sắc tiêu điều, điều lúc ở trong một mảnh rừng trúc xanh ngắt trên đường đi hàn lập bỗng nhiên thấy thân hình bị kìm hãm thoáng nhìn thì phát hiện ở sâu trong rừng có một căn nhà trúc màu xanh đậm sau khi hơi trầm ngâm một chút hắn quay lại hướng con đường đá nhỏ đi dọc theo vào trong rừng trúc lục phú tình thấy hàn lập không nói một lời đột nhiên thay đổi phương hướng mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng chỉ lặng lẽ đi theo hắn hàn lập đi không bao lâu liền phát hiện một vài khác thường chỉ thấy trên thân trúc dày đặc xung quanh có nhiều vết kiếm, dấu vết đã phai nhạt đi như vết thương cũ đã trải qua nhiều năm tháng. Một lát sau, hắn dừng bước lại, một tay nắm chặt một cây trúc lớn màu tím cứng cáp, năm ngón tay dùng sức bóp một cái. Trên thân trúc lập tức vang lên tiếng xoẹt xoẹt nhưng không hề vỡ vụn ngay. Chân mày hàn lập cao lại, hắn ổ nhẹ một tiếng, lực trên tay lại tăng thêm vài phần. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, thân cây trúc kia rốt cuộc vỡ vụn, vang ra vô số mảnh nhỏ li ti, Bạch tứ tan xung quanh thân, rồi nổ tung, vang lên từng tiếng như hạt đậu nổ lép bép. Chương 434, giải kiếm. Đây là loại trúc gì, lại cứng như thế? Lục Vũ Tình thấy vậy, có chút kinh ngạc hỏi, có lẽ là một loại thuộc về từ tinh trúc, là một trong những tồn tại mộc thuộc tính cứng rắn nhất thế gian. Hàn Lập trầm ngâm nói, trong khi nói chuyện, hắn tiếp tục cất bước đi đến bậc thang của gian nhà trúc, đẩy cửa bước vào. Bên trong gian nhà, trang trí thập phần đơn giản, gian ngoài chỉ có một cái bàn bát tiên bằng trúc chung quanh có bốn cái ghế dài, gian trong thì chỉ có bảy cái giường đơn bằng trúc. Hàn đại ca, người xem, những giường này sao lại nhỏ như vậy, xem giống như là cho hài tử sử dụng a. À? Lục vũ tình nhìn khắp nơi, đôi mi thanh tú cao lại nói. Tương truyền, vô sinh kiếm tông tuyển đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, không hề mở sơn môn tuyển rộng rãi, mà do đệ tử xuống núi du lịch, tìm tòi những hài tử kiếm tu nhất đẳng ở thế gian, mang về núi bồi dưỡng từ nhỏ, hết thảy toàn bộ dựa vào cơ duyên, tuyệt không bắt buộc, nơi này hơn phân nửa chính là nơi những đệ tử kia luyện tập khi còn bé. Hàn Lập suy nghĩ một lát nói ra, thì ra là thế, ta từng ngẫu nhiên xem qua sứ tích tông môn này trên một bản cổ tịch, hình như tông nhân này có nhân số thập phần thưa thớt, lại rất ít đi lại bên ngoài, cho nên mười phần thần bí. Những thứ khác ta cũng không rõ lắm, Lục Phú Tình nhớ lại, nói, đệ tử tông môn này muốn dùng thân phận sư môn xuống núi hành tẩu thì nhất định phải tu luyện đến tu vi kim tiên, nếu không cũng chỉ có thể ở đây cả đời, chết già với sơn môn lúc tông môn này cường thịnh nhất từng có câu chuyện được mọi người ca tụng lưu truyền là một tông bảy kim tiên cùng xuống núi du lịch giờ thì vật đổi sao rời những sự tình này hiện tại đã không còn bao nhiêu người biết nữa hàn lập liếc nhìn rừng thanh tử trúc loang lổ đầy những vết kiếm ở bên ngoài lầu trúc chậm rãi nói ra những chuyện này làm sao hàn đại ca biết được lục phú tình mở to mắt nhìn có chút nghi ngờ hỏi nhắc tới ta xem như là một gã kiếm tu lúc tìm đọc sách cổ tất nhiên sẽ chú ý tới những chuyện này về truyền thuyết vô sinh kiếm tông còn có rất nhiều trong đó làm người chú ý nhất là vô sinh kiếm hải trong tông bọn họ hàn lập nói tiếp vô sinh kiếm hải đó là cái gì lục vũ tình hỏi trên mặt hiện ra vẻ hứng thú ánh mắt hàn lập chấp lên vừa đi ra ngoài chúc lầu vừa nói nghe nói khai sơn tổ sư của vô sinh kiếm tông là vô sinh đạo nhân có sở thích siêu tầm kiếm bất luận là chém giết sinh tử hay là luận bàn phân cao thấp sau khi chiến thắng đều lấy phi kiếm của đối phương mang về bảo tồn trong kiếm chỉ tại sơn môn. Về sau người thu nhận đệ tử, lúc truyền thừa mở rộng ra cũng đều kế thừa truyền thống này. Lúc hậu nhân môn hạ đệ tử hành cầu tiên vực cũng sẽ tìm kiếm bảo kiếm trong thiên hạ mang về tông môn. Dần ra, vô sinh kiếm chỉ liền biến thành vô sinh kiếm hải. Đi ra khỏi rừng trúc này, hai người tiếp tục đi dọc theo con đường hướng lên núi, cuối cùng dừng trước một cầu thang đá cao ngất trời. Thang đá này trắng như tuyết, cao không thấy đỉnh, kéo dài một mạch từ sườn núi lên đến tầng mây. Ngay lối vào bên trái, đứng lặng một phiến đá lớn màu đen, phía trên khắc ba chữ chuyện cổ to, giải kiếm thạch. Hàn Lập đi lên trước, cẩn thận đánh giá một chút, liền phát hiện phía dưới ba chữ to, giải kiếm thạch, còn khắc hai hàng chữ nhỏ màu trắng chú giải. Chân tiên khom lưng không dám bay, vạn kiếm thế gian phải cúi đầu, từng lời mang theo một cỗ chi khí sắc bén không cách nào diễn tả, dường như nhất bút nhất họa đều do một đạo kiếm khí tạo thành. Chữ viết lộ ra hết tài năng, như muốn thoát khỏi phiến đá cùng với chữ viết, Vô Sinh kiếm tông ở cổng lúc trước hiển nhiên từ cùng một người. Câu trước có nghĩa là chân tiên đến đây đều không thể ngự không phi hành, ta có thể hiểu được, nhưng ý câu sau là gì, ta thấy xem ra có chút hồ đồ rồi. Lục Vũ Tình đứng ở một bên, thì thào lẩm bẩm. Vô Sinh kiếm tông vốn là thánh địa kiếm tu, kiếm hải trong môn tích chữ kiếm tiên nhiều không kể xiết. Thế gian có bao nhiêu kiếm có thể sánh được với nơi đây? Có lẽ, phải cúi đầu, chính là ý tứ này rồi. Bất quá giải kiếm thạch này Giải kiếm, Hàn Lập suy tư một lát, nói ra, hắn vừa dứt lời, trong đám mây trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, một vầng sáng kim sắc từ bên trong biển mây dập dờn, bồng bềnh, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập nghe tiếng động, ánh mắt chợt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Làm sao vậy, Hàn Đại ca? Lục Phú Tình thấy thế, trong lòng biết xảy ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi hình như phía trên biển mây này mở ra cấm chế gì đó, ta lại bị cắt đứt cảm ứng với bản mệnh phi kiếm một lần nữa. Lông mày hàn lập nhíu chặt, thấp giọng nói một câu. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, mũi chân dẫm nhẹ lên bậc thang đầu tiên, thân hình hầu như thuận theo độ dốc của bậc thang đá lướt dọc đi, một lượt vượt lên cả trăm bậc. Lục Phú Tình thấy thế, cũng bắt trước phóng theo hắn. Càng đi lên đỉnh núi, không khí càng trở nên ẩm ướt, đậm đặc. Sau khi bọn hắn lướt đi được mấy trăm trượng, hơi nước dày đặc chung quanh đã ngưng kết thành một đám mây sương mù, bao phủ khắp nơi. Hai người đi xuyên qua biển sương mù, tầm nhìn vô cùng hạn chế, dường như thần thức cảm ứng cũng bị ngăn cản rất nhiều. Sương mù này có chút không bình thường, linh mục của ta cũng không nhìn thấu được, người cẩn thận một chút. Hàn lập dặn dò một tiếng, bên ngoài cơ thể thả ra một tầng ánh sáng màu xanh hộ thể, tăng tốc tiến lên. Lục vũ tình theo sát phía sau, trong đôi mắt lóe ra quang mang tĩnh mịch, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở, Hàn đại ca, cẩn thận. Nàng còn chưa dứt lời, trong sương mù dày đặc trên đỉnh đầu Hàn lập có hai đạo kim sắc kiếm quang giao nhau như một cái kéo, từ trên chém xuống. Ánh mắt Hàn lập chăm chú quan sát, thấy rõ chủ nhân đạo kiếm quang chính là hai khôi lỗi bằng gỗ có vóc dáng cao lớn, tay chân khá nhỏ và dài. Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, ngay lúc sắp bị chém chúng thì từ phía dưới hắn nhảy thẳng lên, thoát khỏi hai đạo kiếm quang sượt qua. Sau khi đứng vững, thân hình hắn bỗng nhiên xoay một cái, năm ngón tay khép lại vung lên phía trước, lập tức trên bàn tay tuôn ra một tầng thanh quang, giống như một thanh trường đao màu xanh bổ lại về phía khôi lỗi. Chỉ thấy thân hình hai cỗ khôi lỗi kia vẫn bất động, nhưng đầu của chúng bỗng nhiên xoay ngược lại về phía sau 180 độ, quỷ dị nghênh đón hàn lập. Cùng lúc đó, các khớp tay cầm kiếm của chúng đồng thời xoay lại. Một tiếng keng, trường kiếm trong tay một con chặn thủ đao của hàn lập đang chém tới, con còn lại thì cầm kiếm đâm thẳng vào ngực của hắn. Mũi chân Hàn Lập điểm xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi xuống bậc thang đá, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khí tức trên người hai cỗ khôi lỗi này hoàn toàn không có, không nhìn ra rốt cuộc là cấp gì, nhưng trường kiếm trong tay quả thực lợi hại, mặt ngoài được bọc một tầng kim quang, một kích lại có thể chấn nát thanh quang đao nhận trên cánh tay hắn thành phấn vụn. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một vài đạo kiếm quang, đan vào với nhau thành một mảnh kim sắc phóng kiếm chụp xuống. Hàn Lập nâng một quyền đánh lên phía trên, phía trên đầu quyền phóng ra thanh quang ầm ầm va vào kim sắc phóng kiếm, thanh quang quyền ảnh trực tiếp chém rách. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, bàn tay vung lên lần nữa. Một tia ô quang từ trong tay áo bay ra, quay tít một vòng, liền bay tới đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy tia ô quang kia lượn một vòng, lập tức phóng to ra, biến thành một chân luân màu đen to hơn một trượng giống như ma bàn chắn trên đỉnh đầu của hắn. Kim sắc phóng kiếm chém xuống với uy thế không tầm thường, Vậy mà vừa tiếp xúc với ô quang của Trọng Thủy chân luân lại như băng tuyết rơi vào lửa, lập tức tan rã ra. Nhưng vào lúc này, bốn phía Hàn Lập lóe lên năm đạo kiếm quang, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm năm con khôi lỗi bằng gỗ giống hai con lúc trước. Năm con khôi lỗi mới này vừa xuất hiện thì hai con khôi lỗi lúc trước cũng từ phía sau chạy tới, trường kiếm trong tay vung lên, đâm thẳng về phía Hàn Lập. Nhưng mà mũi kiếm của bọn chúng còn chưa kịp đâm tới liền có hai cơn gió lốc màu xanh từ phía dưới cuốn tới, bọc hai con lại, kéo xuống dưới hàn lập đưa mắt nhìn qua liền thấy lục vũ tình đang cầm trong tay một cây quạt lông vũ màu xanh rực rỡ linh quang đang vũ động làm cho nổi lên từng trận thanh phong khốn trụ bọn chúng lại ánh mắt của hắn lóe lên bàn tay vẫy về phía trước trọng thủy chân luân trên đỉnh đầu hắn lập tức vang lên tiếng rít mãnh liệt lượn vòng đánh tới con khôi lỗi phía trước con khôi lỗi kia phản ứng cũng không chậm một tay bấm kiếm quyết tay kia thì cầm trường kiếm đâm về phía trước một cái phía trên mũi kiếm kim sắc quang mang rực rỡ một đạo kim quang kiếm ảnh to lớn từ trong đó phóng ra, mạnh mẽ đâm vào trọng thủy chân luân. Một tiếng nổ ầm vang rung trời, kim quang kiếm ảnh không có bất kỳ một sự linh động nào, trực tiếp biến thành một đám bụi hơi kim sắc, mà khôi lỗi cầm kiếm cũng bị ô quang của trọng thủy chân luân phản chấn ra nhấn chìm, nghiền cho nát bấy. Sau khi thôn vệ trọng thủy tầng 2, uy lực của trọng thủy chân luân hiện tại đã không chỉ như xưa nữa. Bốn con khôi lối cầm kiếm chung quanh thấy thế, đầu chuyển hướng nhìn về Hàn Lập, ngay chỗ nghi tâm có một đạo phù văn kỳ dị đồng thời sáng lên kim sắc quang mang một tay đánh ra một cái kiếm quyết cổ quái mũi kiếm mãnh liệt chỉ lên trời lông mày hàn lập nhíu lại ngẩng đầu nhìn lên không trung lập tức cảm thấy có chút không ổn quả nhiên mây mù phía trên bao phủ hai người bọn họ sáng lên từng trận quang mang mơ hồ lập lè giống như sấm sét chuẩn bị đánh xuống lúc trời sắp mưa to lục cô nương mau tới đây hắn vội vàng nói một tiếng lục phú tình nghe vậy không chút do so dự vung quạt lông trong tay đánh ra hai luồng gió lốc ngăn cách hai con khôi lỗi kia thân hình lóe lên liền tới cạnh hàn lập nàng vừa mới tiến vào phía dưới trọng thủy chân luân trong mây mù liền vang lên một tiếng nổ rung trời một mảnh kim sắc quang mang trói mắt từ chỗ sâu trong mây mù đổ xuống bên trong mang theo kim sắc kiếm quang chẳng chịt không khác biệt lắm sơ với kiếm quang lúc trước hàn lập phi thân lên núi gặp phải nếu biển mây kiếm trận gặp phải dưới chân núi lúc trước chỉ vì áp đảo bốn phương không cho chân tiên cường hành ngự không thì kim sắc kiếm trận nơi đây chỉ đơn thuần là tiêu diệt địch nhân, cho nên bên trong kiếm quang nơi này ẩn chứa khí tức sắc bén vượt xa lúc trước. Chẳng những thế, trong kiếm quang đè xuống lúc này dường như mơ hồ còn có chấn động pháp tác lực kim thuộc tính, cho nên Hàn Lập không dám khinh thường sớm gọi lục vũ tình trở lại. chương 435 Kiếm Hải Một tiếng ầm vang thật lớn, kiếm quang màu vàng đầy trời xuyên thấu màn sương mù dày đặc cuồn cuộn khắp nơi, như thác đổ, ầm ầm nện vào trọng thủy chân luân. Âm thanh keng keng như mưa rơi rào rào từ trên đỉnh đầu của hai người rội xuống Con người hàn lập co lại, một tay kết pháp quyết, quát lên một tiếng lớn nhanh Chỉ nghe một tiếng vù vang lên, thủy đạo văn trên trọng thủy chân luân sáng người quang mang Vầng hào quang màu đen nhánh trên thân luân lập tức mở rộng Từ trong hào quang bắn ra hơn 10 dòng nước màu đen, đan quấn vào nhau giữa không chung Rồi xoắn thành một vòng xoáy nước to lớn Kiếm quang màu vàng rơi vào trong vòng xoáy, không có chút cơ hội nào phản kháng bị cứng rắn xoắn cắt thành những mảnh nhỏ. Đi, Hàn Lập quát to một tiếng, tay chợt vung lên, trọng thủy chân luân chợt thu nhỏ lại cỡ bằng một cái khiên, rít vang một hồi, ở giữa không trung vẽ thành tia hắc quang hình vòng cung bắn về phía một con khôi lỗi. Thân hình khôi lỗi không nhúc nhích, một tay bấm thần chú ấn lên thân kiếm, ở ngoài thân kiếm ngưng tụ thành một đạo kiếm quang lưỡi rộng lao về phía trọng thủy chân luân đón đỡ. Lúc thấy hai vật sắp va thẳng vào nhau, ngón tay Hàn Lập đột nhiên ngoắc một cái trong hư không, trọng thủy chân luân liền ở giữa không trung quay tít một vòng, vòng qua kiếm quang, nện vào đầu khôi lỗi. Chỉ nghe một tiếng bụp vang lên, bên trong đầu khôi lỗi tuôn ra một dòng nước đen xì, rồi nổ tung, thân thể còn sót lại của nó giống như là trong nháy mắt bị hút sạch hết năng lượng, đổ về một bên rồi ngã xuống. Thanh trường kiếm màu vàng óng trong tay nó như bị thứ gì đó triệu hoán, quang mang sáng ngời, hóa thành một vệt cầu vòng bay về phía đỉnh núi. Các con khôi lỗi ở xung quanh như là không thấy cảnh vừa rồi, vẫn ảo ảo cầm kiếm đánh về phía hai người Hàn Lập. Không có thời gian lãng phí ở đây, chân mày Hàn Lập cao lại, hắn vẫy tay một cái, lập tức trọng thủy chân luân bay vụt về, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, không ngừng xoay tròn. Chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn âm thầm nghịch chuyển, tốc độ trôi đi của thời gian thay đổi khiến cho thân hình hắn lập tức trở nên mơ hồ. Trên bậc thang cao tiết trời, một tàn ảnh cứ liên tiếp thoát ẩn thoát hiện, rồi chợt đứng khựng lại. Ngay sau đó, một hồi âm thanh bạo liệt liên tục vang lên, trong sáu con khôi lỗi còn lại thì có bốn con đã bị đầu lìa khỏi cổ ngã trên mặt đất bốn thanh trường kiếm trong tay chúng cũng như thanh kiếm trước đây dưới một lực hấp dẫn vô hình nào đó phóng về phía đỉnh núi thân hình hàn lập thoát một cái đã ở dưới sau khi đứng vững lại sắc mặt có hơi trắng bệch miệng thở hơi gấp tốc độ xoay tròn của trọng thủy chân luân trên tay cũng dần dần chậm lại đồng thời thôi động cả trọng thủy chân luân cùng chân ngôn bảo luân nên tiêu hao tiên nguyên lực thực sự quá lớn dù là hắn hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng trong thời gian quá dài Lục Vũ Tình vốn đang rằng co cùng hai con khôi lỗi, trong nháy mắt liền phát hiện đối thủ đã bị đánh bại, không khỏi ngẩn ra, sau khi thấy Hàn Lập, sắc mặt nàng mới buông lỏng. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ đỉnh núi truyền đến. Cả ngọn núi theo đó bất thình lình chấn động, thân sắc Hàn Lập không khỏi khẽ biến, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Hàn đại ca, việc này không nên chậm trễ, trước hết, người hãy chạy lên trên đó nghĩ cách thu hồi phi kiếm, Nơi đây giao lại cho ta, ta có biện pháp ứng phó." Lục Vũ Tình bỗng nhiên nói, "Vậy thì đa tạ, cẩn thận." Hàn Lập nghe vậy, sau khi hơi do dự một chút, rồi nói. Dứt lời, hắn liền điểm mũi chân một cái lên bậc thang, thân hình lần nữa lướt về phía tiếng nổ, rất nhanh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mắt thấy Hàn Lập đã rời đi, hai con khôi lỗi sót lại còn nghĩ vẫn đuổi theo kịp thì đã thấy thân hình Lục Vũ Tình lóe lên, chắn ở phía trước. Lúc này, thần sắc của nàng trở nên có vài phần cổ quái trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện một loại thần tình chưa từng có, thoạt nhìn có vài phần thờ ơ, lại có vài phần hoang mang sướng sờ, mà trong hai tròng mắt của nàng còn tựa hồ có xương trắng bốc lên, có vẻ hơi mơ hồ, ướt át. Cổ tay nàng vừa xoay, thu cái quạt lông màu xanh vào, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm màu ngân bạch, hình thức bình thường, hiển nhiên không phải là linh bảo tiên ra gì, phẩm cấp so với cái quạt lông màu xanh kia còn kém hơn rất nhiều. Làm sao mà đột nhiên lại có cảm giác được sử dụng kiếm cũng thật không tệ. Lục Vũ Tình ngắm trường kiếm trong tay, tự lẩm bẩm. Giọng nói của nàng cũng không phải tự diễu, mà tựa hồ thực sự là hơi nghi hoặc một chút, phảng phất như bản thân nàng cũng không hiểu vì sao chính mình lại muốn sử dụng kiếm. Sau khi lao ra khỏi phạm vi đám mây sương mù bao phủ, cảnh tượng trên núi mở ra trong sáng, lúc này Hàn Lập mới phát hiện chính mình vẫn đang ở giữa sườn núi, bậc thang cao tiết trời trước người kia vẫn kéo dài lên trên như trước, căn bản không nhìn thấy phía cuối. Đoạn đường đi lên này vậy mà lại gió êm sóng lặng, không có gặp phải trở ngại gì. Sau đó khi đến đỉnh núi, Hàn Lập dọc theo hàng đá xanh dưới chân xếp thành sơn đạo, đi thẳng đến trung tâm đỉnh núi, xa xa thấy một đạo quán, thấp thoáng ở đằng sau một bụi trúc màu xanh biếc như ngọc. Diện tích đạo quán cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ là tòa tam tiến viện lạc nhưng dựa theo các hình vẽ điêu khắc trên tường trắng ngói đen thì cảm thấy có mấy phần xa xưa, mộc mạc. Lúc này Hàn Lập tự nhiên là không rảnh thưởng thức những thứ này, sau khi dò xét phát hiện bên trong đạo quán cũng không có cấm chế hắn liền đẩy thẳng cánh cửa lớn màu đen của đạo quán mà xông thẳng vào. Trong đạo quán bảy biện rất là đơn sơ, phía trước hai tiến viện lạc là mười mấy đại điện, ngoại trừ một ít điện thờ phụng tượng thần không rõ lai lịch ra, còn phần lớn thì trống không. Trong đó cũng có hai gian phòng tựa như là đan phòng, ở giữa phòng có lò luyện đan sớm đã tắt lửa, hai bên là một ít giá để đồ, bên trên có đủ các loại chai lọ lớn bé. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, cũng không rảnh để nhận biết có thể còn sử dụng được hay không, chỉ vung tay áo một cái đem tất cả thu vào. Viện lạc trọng yếu nhất của đạo quán cách ở phía trước còn rất xa, ở giữa là một đường đá trắng, xếp thành một con đường thần bí rộng lớn. Hàn lập chậm rãi đi dọc theo con đường này vào bên trong, đến tận cùng trong đó là một ngôi đại điện tọa lạc phía trước. Bên ngoài cửa điện lớn nằm ngổn ngang bảy tám con khôi lỗi bằng gỗ, giống những con hắn gặp ở sườn núi như đúc. Ánh mắt Hàn lập đảo qua bốn phía, chợt chú ý tới, trên song cửa sổ, cửa gỗ, xà gỗ dưới mái hiên đều khắc chi chít những phù văn phức tạp, hiển nhiên là một loại cấm chế phòng ngự có chút bất phàm. Tuy nhiên, hiện tại đều đã bị phá hư, trên phù văn ở rất nhiều chỗ mắt trận mấu chốt đều có vết kiếm, bên trên còn lưu lại từng vệt kiếm khí, hiển nhiên cũng mới chỉ bị phá hư cách đây không lâu. Ở giữa xà cửa điện có treo một tấm bảng to lớn màu đen, trên khắc ba chữ lớn sơn màu vàng tổ sư đường. Tên gọi của tổ sư đường, tiên gia giống với tổ sư đường, hạ giới nhưng thực tế lại có khác biệt lớn. Trong tổ sư đường hạ giới thường có bài vị tổ sư tiền bối dùng để cúng bái, còn ở tiên giới bởi vì thảo nguyên tu sĩ thực sự quá dài nên trong tổ sư đường ngoại chỉ có một ít bài vị tổ tiên thì phần lớn là vật chấn tông trước đây đại tổ sư lưu lại trong môn được thờ cúng. Vật chấn tông này cũng không nhất định là pháp bảo tiên ra lợi hại nhất mà đại thể là những vật bên mình mà các sử môn trưởng bối mang theo người trong quá trình tu hành trong môn. Vật này được hương hỏa tông môn xâm nhiễm trong thời gian dài nên có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với tông môn, bởi vậy cho nên vật lưu lại trong tổ sư đường trở thành vật được rất nhiều trưởng môn và trưởng lão tiên gia yêu thích. Tổ sư đường là nơi truyền thừa hương hỏa của một môn, thường thường tập trung vận khí của tông môn, theo lời đồn vật chấn tông được thờ cúng bởi vì do ảnh hưởng của vận khí hương hỏa trong thời gian dài nhiễm vào mà tự động có thuyết pháp thông linh một ít hậu bối tông môn có phúc phận sâu dày lúc kính lại tiên sư ở tổ sư đường thỉnh thoảng sẽ gặp được tình huống vật chấn tông tự động chọn chủ, thường có thể vì thế mà đắc phúc, nhất minh kinh nhân. Bên trong tổ sư đường của vô sinh kiếm tông bầy biện vô cùng đơn giản, hai bên là hai hàng đèn trong, dầu thắp bên trong đã hết, ngọn đèn dầu cũng đã tắt, ở vị trí giữa là bàn thờ hình bậc thang bốn tầng, từ cao xuống thấp. Theo mỗi một tầng là một thế hệ mà tính thì vô sinh kiếm tông này cũng mới chỉ truyền thừa qua bốn đời mà thôi. Hàn lập thì thào một tiếng, trong lòng cũng không khỏi có một chút ngoài ý muốn đối với việc này. Tuy nhiên, khi nghĩ tới phương thức bọn họ chiêu thu đệ tử thì hắn liền bình thường trở lại. Sau đó ánh mắt hàn lập đào qua, phát hiện ngoại trừ trên ban thờ tầng 2 và tầng 3 các bài vị bày trên đó bị tán loạn chỉ còn lại có một vài cái đế làm từ gỗ tử đàn, còn tất cả đều rỗng tuếch. Ánh mắt hàn lập dừng lại ở tầng tối cao trên bàn thờ trong khoảnh khắc, bên trên không có bài vị vô sinh đạo nhân, chỉ bày một cái đế tử đàn hơi dài một chút. Xem ra khi vô sinh kiếm tông bị hủy diệt, vô sinh đạo nhân còn chưa qua đời. Kết quả là khi hắn trầm ngâm, phía sau tổ sư đường lại đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng tiếng len ken lảnh lót dễ nghe. Âm thanh cũng không lớn nhưng lại có một loại lực kỳ dị xuyên thấu, vẫn truyền lại đến nơi đây, dù hắn vẫn chưa dụng tâm lắng nghe mà vẫn nghe được rõ ràng. Trong lòng hắn hơi động, lập tức ra khỏi tổ sư đường, đi dọc theo đường mòn đá xanh phía sau viện, chạy về phía sau núi. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, Hàn Lập đi tới trước một mảnh rộng lớn ở giữa sườn núi nghiêng xuống dưới thì dừng bước. Ở bên chân của hắn là một khối đá màu đen cao tới nửa người thẳng đứng, rất bình thường, mặt trên khắc hai chữ cổ to. Kiếm hải, Hàn Lập đứng ở sát mép sườn núi, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy có bãi cỏ màu xanh mơ hồ có ánh sáng phản xạ. Hắn lại tỉ mỉ quan sát, chân mày không khỏi dướn lên, miệng bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy bãi cỏ rậm rạp xanh mơn mởn phía dưới chính là những phi kiếm dựng đứng nhiều không đếm xuể, hình dáng màu sắc không đồng nhất nhưng phần lớn trong đó mũi kiếm đều chĩa thẳng lên trời, như là những ngọn cỏ xanh khẽ đung đưa trong gió núi, và vào nhau vang lên trận trận âm thanh lanh lành, trong trẻo. Trong những phi kiếm này, có những loại phi kiếm nhỏ, tinh tế nhưng kim khâu, cũng có những thanh cự kiếm bản rộng lớn như ván cửa, còn có những thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, rồi là những thanh trường kiếm cổ quái lưỡi kiếm thẳng tắp như bút. Muôn hình muôn vẻ, không cái nào giống cái nào, cũng không biết chúng ở bên trong kiếm hải nơi này bao nhiêu vạn năm rồi, nhưng không hề có một cái nào bị dỉ xét ăn mòn, tất cả không có ngoại lệ đều lóe ra linh quang làm cho người ta hoa mắt. Ánh mắt Hàn Lập tỏ vẻ băn khoăn, sau khi nhìn kiếm hải một lát, rốt cuộc ánh mắt dừng lại, tập trung vào bên cạnh một thanh kiếm lớn bản rộng. Ở đó, hắn bất ngờ thấy được thanh trúc phong vân kiếm của mình. 72 thành đều sắp thành hàng, khẽ đùng đưa theo cùng nhịp với các thanh phi kiếm khác. Nhưng mà, lúc hắn lấy tâm thần hô hoán, Nhịp đung đưa của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nhất thời cũng có chút sộc sạch tựa hồ đáp lại hắn nhưng lại tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, từ đầu đến cuối không có bay về phía hắn. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng hơi động, chỉ thấy một tay hắn giơ lên, một tiếng xoẹt, một mẩu quần áo bay ra, bao quanh là thanh quang dịu nhẹ, vô thanh vô tức vượt qua khối đá màu đen kia, tiến nhập phạm vi kiếm hải. Một tầng quang ảnh tinh mịn, mắt thường khó phân biệt ở xung quanh phù du lượn tới. Cơ hồ không có phát âm thanh gì, cắt quần áo đang ở trong quang ảnh tan ra, biến thành bột mịn. Hàn lập thấy thế, dừng động tác lại, nhíu mày. chương 436, Mê Ly, nhưng vào đúng lúc này, trong trời cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lên, con người có chút co rụt lại. Chỉ thấy phía trên kiếm hải thình lình có một đám mây màu trắng viền vàng bồng bềnh ở đó. Phía trên đám mây, thình lình có một tế đàn bằng đá trắng hình bát giác rất to đang lơ lửng bất động chung quanh là tám cái trụ lớn kim sắc cao mấy chục trượng, bên trên có tượng kim long được điêu khắc sinh động như thật, nhìn có chút đồ sộ. Lông mày hàn lập cao lại, đang muốn bay người lên trước xem xét, thì trên tế đàn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang, một vòng hồng quang từ dưới tế đàn xuyên thấu vào trong đám mây. Ngay sau đó, một đoàn hỏa diễm đỏ thấm đột một từ trong đám mây màu trắng bừng lên. Một mảnh đỏ thấm tươi giói trói mắt nhanh chóng thay cho màu trắng, trong nháy mắt đem cả đám mây thiêu đốt. Đồng thời, phía dưới tế đàn đá trắng cũng lập tức hóa thành một biển lửa đỏ rực ngọn lửa cuồn cuộn khiến cả nửa bầu trời bị chiếu đỏ rực không có khói mây che chắn lập tức hàn lập thấy bên trên tế đàn trên bầu trời có một thân ảnh trung niên nam tử vóc người thấp bé đang đứng người này không ai khác chính là hùng sơn giờ phút này gã đang rất tập trung hai tay giơ lên cao không ngừng huy vũ về phía bầu trời miệng vang lên từng trận ngâm tụng chú ngữ phía trên đỉnh đầu gã lơ lửng một khối thiết bài màu đen to bằng quạt hương bồ ở giữa hơi lồi lên, hai bên hơi cong, hình dáng giống như đúc với, đan thư thiết khoán của vương triều thế tục, phía trên khắc bốn chữ lớn, vạn kiếm quy tông. Nương theo từng tiếng ngâm tụng chú ngữ khó hiểu, ngọn lửa dưới tế đàn cháy càng rừng rực. Một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra lấy mắt thường có thể thấy được, làm hư không chung quanh nổi lên từng gợn sóng. Bên trong kiếm hải, vô số phi kiếm tựa như thảo nguyên trong cuồng phong, kịch liệt lắc lư, va và chạm vào nhau kêu len keng. Lông mày hàn lập nhíu chặt, trong lòng lập tức hiện lên một tia sáng tỏ năm đó ở trúc long đạo hùng sơn hao tổn tâm cơ thu thập ngàn chuôi linh kiếm bố trí ra thiên phong tụ linh kiếm trận hơn phân nửa chính là học được từ vô sinh kiếm tông này mà kiếm trận tại kiếm hải này mới là tụ linh kiếm trận chân chính lấy thiên địa làm nền tảng lấy tế đàn trên bầu trời làm lô lấy vạn kiếm thiết khoán làm dẫn tập hợp trong kiếm hải này vô số phi kiếm chân chính hình thành vạn kiếm quy nhất đây là khí phách bực nào vạn kiếm tụ linh đúng lúc này Tế đàn trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng quát to, âm thanh như sấm nổ, rung động ầm ầm, khiến cả khu vực này ầm vang không thôi. Chỉ một thoáng, cả ngọn núi chấn động kịch liệt, kiếm khí vô hình bị giam cầm trong kiếm hải bắt đầu phóng lên mút trời. Hàn Lập liền thấy bên trong kiếm hải giống như có một trận gió nhẹ mềm mại thổi qua, cỏ xanh rậm rạp sinh trưởng trong đó lập tức bị đều cắt lìa, bị kiếm khí vô hình đầy trời xoắn thành bột mịn. Vô số phi kiếm bên trong vốn đang đung đưa theo gió, Giờ phút này tựa như bị cái gì đó điều khiển nên tất cả đều đứng im, giống như binh sĩ sắp khai chiến, đứng lặng thẳng tắp bên trong kiếm hải, mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, không hề lay động. Trên tế đàn, Hùng Sơn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên bàn tay vung lên, lập tức một thanh phi kiếm màu vàng ống từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang, ở giữa không trung quay tròn lượn vòng, sau đó lơ lửng phía dưới khối vạn kiếm thiết khoán kia. Chỉ thấy Hùng Sơn chập ngón tay lại như đao, vẽ trong hư không một trận kim quang từ đầu ngón tay chảy ra, vệt sáng lưu lại ngưng tụ thành một đạo phù văn màu vàng lớn gần trượt, lóe lên một cái rồi nhập vào, biến mất trong vạn kiếm thiết khoán. Vạn kiếm thiết khoán rung lên một hồi, phát ra âm vang như tràn ngập vui sướng. Ngay sau đó, toàn bộ phía trên thiết khoán bắt đầu hiện ra một đường vân tinh tế, nối liền với nhau rồi tỏa ra kim quang lóa mắt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, một cột sáng kim sắc vô cùng to lớn từ phía trên vạn kiếm thiết khoán phun ra, phóng thẳng lên trời, lập tức nổ tung trên không trung giống như pháo hoa, hóa thành một màn sáng màu vàng làm người hoa mắt. Phía trên màn sáng màu vàng lờ mờ, ngừng tụ ra vô số quang ảnh hư ảo. Trong đó có thần nhân kim giáp thân hình cao lớn như cự nhân, tay cầm cự kiếm chém thành lay núi, có thân ảnh thích khách che mặt quỷ mị, tay cầm kim kiếm nhỏ như kim may xuyên tim bêu đầu. Lại có nữ tử bay trên trời, thân thể thướt tha, cầm kiếm tung bay, tà áo bay trong gió phiêu nhiên nhảy múa nhẹ nhàng có lão giả dâu dài gầy gò ngón tay hợp lại huy động kiếm khí tung hoành vạn pháp vạn vật vạn kiếm vạn ảnh không cái nào giống cái nào lông mày hàn lập nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm vô số hư ảnh trong màn sáng màu vàng trong con mắt cũng chiếu ra điểm điểm kim mang giờ khắc này toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn cũng đắm chìm trong đó hắn cảm thấy dường như mình cũng dung nhập vào bên trong màn sáng màu vàng trở thành một thành viên trong đó chính mình thúc giục 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, tùy ý vũ động, trong hư không tách ra từng đóa kiếm ảnh thanh liên. Ngay lúc hắn bị hãm nhập vào trong đó thì biển lửa phía dưới tế đàn trên bầu trời đột nhiên xảy ra biến hóa. Ngọn lửa cuồn cuộn uốn éo, hóa thành một vòng xoáy lửa cực to, truyền ra lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt. Bên trong kiếm hải, tất cả phi kiếm chịu tác động, lập tức xung lên một hồi hỗn loạn, rồi đột ngột từ mặt đất ảo ảo nhô lên, hóa thành một dòng lũ phi kiếm tuôn trào mãnh liệt, bắn tới bên trong vòng xoáy lửa toàn bộ hư không phía trên kiếm hải trở nên hỗn loạn không chịu nổi kiếm quang đủ màu chiếu xạ lung tung khắp nơi cắt chém toàn bộ hư không thành mảnh nhỏ kiếm khí vô hình không còn bị giam cầm trong kiếm hải bắt đầu phóng lung tung khắp bốn phương tám hướng xoạt xoạt hai tiếng của vải bị xé rách chuyển đến quần áo trên thân hàn lập bị kiếm khí quét chúng lập tức bị rách thành vết thật dài bản thân hắn vẫn không nhúc nhích nhìn lên bầu trời dường như hoàn toàn không hề hay biết trên trời cao hơn ngàn thanh phi kiếm tràn vào vòng xoáy lửa lập tức bị thiêu đốt thành màu đỏ đậm, phát ra trận trận thanh âm gào thét rung động. tại vị trí đốt kiếm ngưng tụ hào quang, từng đoàn từng đoàn quang cầu bắn ra, chính là kiếm nguyên tinh thuần của những thanh phi kiếm này. những thanh phi kiếm bị lột mất kiếm nguyên, lập tức hào quang rất nhanh phai nhạt xuống, sau mấy hơi thở liền bị nóng chảy thành một bãi nham tương, dung nhập vào trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. số lượng dung nạp của vòng xoáy lửa có hạn, mỗi lần chỉ có thể thu nạp hơn ngàn thanh phi kiếm. Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập có vị trí sát phía cuối, còn cách một đoạn mới tiến vào vòng xoáy, nhưng theo suy đoán thì cũng là sự tình chỉ cách mấy chục cái hô hấp nữa mà thôi. Đứng trên tế đàn trên bầu trời, lông mày Hùng Sơn cũng nhíu chặt, miệng lẩm bẩm rất tốt, cứ như vậy rơi vào bên trong vạn kiếm linh đồ. Chờ bản tọa luyện thành chuôi tiên kiếm tuyệt thế hiếm thấy này, sẽ bắt người thử kiếm. Trên thực tế, gã đã chú ý tới Hàn Lập từ lâu, chỉ vì đang thôi động đại trận, không rảnh rỗi thôi. Trước người gã, chính giữa tế đàn trên bầu trời có một lỗ rỗng, từng viên quang cầu kiếm nguyên từ bên trong bập bình trôi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hùng Sơn thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay đan chéo trước người, đánh ra một pháp quyết cổ quái, chỉ về phía vạn kiếm thiết khoán. Lập tức đường vân màu vàng phía trên thiết khoán lóe lên, một mảnh hào quang kim sắc từ đó bắn ra, bao phủ thanh trường kiếm màu vàng phía dưới vào bên trong, trên nó ngưng tụ thành một vòng xoáy màu vàng óng giống như thực chất. Vòng xoáy vừa mới hình thành, những quang cầu kiếm nguyên lơ lửng trên tế đàn lập tức bay vụt đến, điên cuồng lao vào trong bản mệnh phi kiếm của Hùng Sơn. Chuôi kim sắc trường kiếm này phát ra trận trận tiếng rung, kim quang trên thân kiếm dập dờn, khuếch tán ra bốn phía từng đợt kim sắc quang hồ. Tế đàn bên trên bắt đầu thôn phệ kiếm nguyên, vòng xoáy lửa bên dưới cũng không ngừng thu nạp phi kiếm mới, thanh trúc phong vân kiếm cũng bị cuốn theo, không ngừng bị hút tới gần vòng xoáy. Đúng lúc này, Hàn Lập vốn đang một mực đứng bất động, thân thể bỗng nhiên run run một hồi. Kim sắc quang mang trong đôi mắt dần dần biến mất, thay vào đó nổi lên một tầng lam sắc quang mang. Thật là trận đồ lợi hại, Hàn Lập tán thưởng một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Cảnh vạn vật trong màn sáng màu vàng này cùng một loại với vạn kiếm đồ mà năm đó hắn lấy được, lại cao minh huyền diệu hơn gấp mấy lần, thậm chí có thể nói, vạn kiếm đồ là bản phục chế thoát thai từ cái này. Một màn vừa trải qua vừa rồi, trên thực tế là do Hàn Lập cố ý buông lỏng để tâm thần mình lâm vào trong đó bằng không lấy thần thức của hắn đã tu luyện qua ba tầng luyện thần thuật căn bản không đến mức chìm vào trong đó mà không biết kết quả sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó hắn không chỉ lĩnh ngộ càng sâu đối với cấp độ biến hóa của kiếm trận mà còn càng nắm rõ căn nguyên cách thức vận chuyển của đại trận kiếm hải nơi đây trên tế đàn hùng sơn thấy hàn lập đột nhiên tỉnh lại lập tức thần sắc biến đổi trong miệng hoảng sợ nói sao có thể như vậy cũng không trách gã kinh ngạc như thế là một chân tiên kiếm tu, trước đây thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy vạn kiếm linh đồ, gã đã lâm vào trong đó dòng dã 7 ngày 7 đêm, cũng may gặp thời cơ tình cờ mới tỉnh lại được. Từ đó gã ngộ được thiên phong tụ linh kiếm trận, nhưng cũng vì thế nên thần thức bị hao tổn, nguyên khí bị đại thương, rơi vào đường cùng đành phải rời khỏi nơi đây, chờ nhiều năm như vậy mới có cơ hội quay trở lại. Hùng Sơn cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn nộ, hai tay đẩy về phía trước, lấy tiên linh lực thôi động những quang cầu kiếm nguyên kia, gia tốc tràn vào trong bản mệnh phi kiếm của mình. Ken ken ken, kiếm bay đầy trời như cầu long thăng thiên, xoắn cùng một chỗ, không ngừng dũng mãnh lao tới vòng xoáy lửa. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh trúc phong vân kiếm xen lẫn trong đó, khoảng cách tới ngọn lửa cũng chỉ còn gần trăm mười trượng mà thôi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, dẫm mạnh chân một cái, ngọn núi rung ầm ầm, cả người như thiên thạch phóng ngược lên, lao thẳng đến đầu kiếm long kia. Nhưng mà, Hắn vừa mới bay vào bầu trời kiếm hải thì bị một cỗ cự lực vô hình làm cho người hít thở không thông từ bốn phương tám hướng đánh tới, ép thân thể hắn rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, từng trận cương phong kịch liệt lướt qua tai hắn, kiếm khí hỗn loạn tràn ngập thiên địa, không ngừng cắt chém về phía hắn, làm quần áo trên người hắn bị rách tả tơi. Hàn lập quát to một tiếng, huyền khiếu quanh thân lấp lóe hào quang màu lam, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tinh màng bán trong suốt, ngăn cản tất cả kiếm khí vô hình ở bên ngoài thân. Một tiếng ầm vang thật lớn dưới sự va chạm của cự lực vô hình thân thể hắn rơi xuống ầm ầm hai chân bị ép sâu dưới mặt đất hàn lập dùng mình ngước đầu nhìn lên không trung chỉ thấy hùng sơn đứng bên rìa tế đàn một tay đánh ra pháp quyết liên kết với vạn kiếm thiết khoán một tay thỏ ra khỏi tế đàn ép xuống kiếm hải phía dưới gã nhìn chằm chằm vào hàn lập trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn hận đến thời khắc này gã tự nhiên đã biết người trước mắt mình chính là lệ phi vũ năm đó mà năm đó không biết chính là người đã đoạt kiếm trận của gã cũng chính là kẻ xưng là thiên nam đệ nhất kiếm tu kia. chương 437, Thù Cũ, Hư, đúng là thiên đạo luân hồi, năm đó người đoạt kiếm nguyên, làm hỏng kiếm trận của ta, hôm nay thì thế nào? Hết thảy vẫn còn ta đấy, hặc hặc, hặc hặc. Hai mắt hùng sơn trợn lên, đột nhiên các tiếng cười to, thanh âm giống như tiếng sấm liên tục truyền xuống dưới. Năm đó, gã khổ tâm nhiều năm, không tiếc đắc tội nhiều thế lực thu thập nghìn chuôi linh kiếm, kết quả hết thảy đều tan thành hư ảo, bởi vì chuyện này gã không biết mình bị đồng môn trúc long đạo cười nhạo sau lưng hôm nay đại thù sẽ được báo làm sao mà gã lại không thoải mái cười to cho được hùng sơn đạo hiếu năm đó nếu không phải ngươi muốn luyện hóa bổn mạng phi kiếm của ta ta há lại đoạt kiếm nguyên của ngươi ta và ngươi vốn là đồng môn trúc long đạo lại là cộng sự vô thường minh làm việc cùng nhau cũng không ít hôm nay sao không biến chiến tranh thành tơ lụa để cho ta mang bản mệnh phi kiếm đi hàn lập đứng thẳng người ngửa mặt lên trời nói ra thanh âm của hắn không lớn lại như lợi kiếm xuyên thấu tầng tầng cách trở truyền vào trong tai hùng sơn nực cười năm đó là do ta mắt mù không nhìn ra được bộ mặt thật của ngươi một mực bị ngươi đùa bỡn như kẻ ngốc sau này mặc dù phát hiện ra được nhưng thời cơ cũng chưa tới tự nhiên để ngươi tiếp tục tiêu dao hôm nay ngươi đã đưa tới cửa ta tự nhiên muốn đem ngươi và cả bổn mạng phi kiếm của ngươi luyện hóa nhập vào trong vô thượng tiên kiếm của ta hùng sơn hừ lạnh một tiếng nói ra nếu như ngươi không muốn bỏ qua việc này, đừng trách Hàn Mỗ vô tình." Sắc mặt Hàn Lập lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, "Sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Tuy Hùng Sơn nói như thế, nhưng chẳng biết tại sao, nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng lại run lên một cái. Hàn Lập đột nhiên hét to một tiếng, cơ bắp trên người bành trướng ra, lập tức thân hình cao lên trăm trượng, bên ngoài thân sinh ra bộ lông kim sắc nồng đậm, hóa thành một đầu kim sắc cự viên hai chân hắn đạp mãnh liệt vào mặt đất, thân thể cao lớn bị trọng áp của kiếm khí trùng trùng điệp điệp đè xuống, đột ngột từ mặt đất vươn lên, nhảy vào không trung. Bay đến gần khu vực thanh trúc phong vân kiếm, bỗng nhiên một cánh tay tráng kiện của Kim Mao cử viên nâng lên, phía trên bao trùm từng miếng kim sắc lân phiến, đập tới phía kiếm long sung thiên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân hình kiếm long lập tức gãy mặt ra ngoài, phát ra một hồi âm thanh bén nhọn hỗn loạn. Trong chốc lát, hơn ngàn chuôi phi kiếm va chạm lẫn nhau, rơi ra phạm vi kiếm trận, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng lẫn vào trong đó. Kim mau cử viên lóe lên quang mang, khôi phục lại hình người, sau lưng bỗng dưng sinh ra một đôi cánh óng ánh, vỗ mạnh một cái liền bay thẳng đến bổn mạng phi kiếm của mình. Nhưng mà, còn không đợi hắn tới gần phi kiếm, phía trên kiếm trận liền có một cỗ lực lượng vô hình phóng ra kéo đám phi kiếm mà hắn vừa đánh rớt vào lại kiếm trận. Lúc này ngươi đừng mơ tưởng, Hùng Sơn quan sát cảnh tượng phía dưới, lạnh lùng nói ra. Dứt lời, hai tay gã đang để trước người vũ động một hồi, ngón tay điểm một cái về khối vạn kiếm thiết khoán trên không trung. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một giọt huyết kim sắc từ đầu ngón tay hùng sơn bay qua rơi vào phía trên thiết khoán. Kim sắc đường vân ở mặt ngoài thiết khoán rung động mạnh một hồi, một cỗ xương mù màu hồng như có như không từ trong bay ra, bay vào bên trong màn sáng kim sắc trên không trung. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng kim sắc trên bầu trời chấn động kịch liệt, ầm ầm tán loạn ra, ở phía trên xuất hiện quang ảnh hư huyễn nhưng không biến mất mà giống như kim vũ nhao nhao rơi xuống phía dưới bay vào trong kiếm trận theo mỗi một đạo hư ảnh bay vào liền có một thanh phi kiếm thoát ly kiếm long bị hư ảnh kim quang nắm trong tay bay đến phía hàn lập hàn lập vốn đang tìm cách cướp lấy thanh trúc phong vân kiếm từ trong kiếm long lại cảm giác một cái bóng nhô lên cao hạ xuống phong lôi xí sau lưng mãnh liệt vỗ một cái toàn bộ cơ thể bị áp chế dưới kiếm khí đầy trời khó khăn lắm mới lướt đi được mấy trượng hay dô một tiếng một thiết kiếm khổng lồ to như tấm ván cửa chém xuống làm áo quần dán chặt vào người dẫn tới không khí loạn chuyển phát ra một hồi tiếng rít vang ánh mắt hàn lập ngưng tụ một quyền đưa lên hung hăng đập vào thân kiếm bản rộng một đạo quyền ảnh cự đại màu xanh nổ tung trên thân kiếm cự kiếm bị nện vào như mưa to trùng kích lên cánh cửa cũ nát rung động kịch liệt kim quang cự nhân nắm thân kiếm này cũng bị cổ cự lực chấn động thân ảnh cũng theo thân kiếm rung rung một hồi tiêu tán ra nhưng mà một kiếm này vừa tan biến thì một kiếm khác lại đến. Hàn Lập vừa thu hồi nắm đấm, lại có một vũ sĩ khác cầm trong tay một trường kiếm đâm thẳng đến hắn. Ở đằng sau vũ sĩ kia, bên trong hư ảnh kim quang đầy trời xuất hiện nữ tử thướt tha, lực sĩ kim giáp, lão giả dâu dài, hài đồng ngây thơ. Dậm dạp chằng chịt bóng người kim sắc, tay đều cầm một thanh phi kiếm, như thủy triều lao qua hắn. Mặt Hàn Lập không đổi sắc, từ trong hư không bước ra, sau lưng bỗng nhiên phóng ra kim quang một vòng kim sắc bảo luân hiển hiện phóng tới, xoay tròn, nhộn nhạo mở ra tầng tầng rung động kim sắc. Hư ảnh và phi kiếm vừa tiến vào phạm vi rung động của chân ngôn bảo luân lập tức tốc độ chậm lại, hầu như lâm vào trạng thái đình trệ. Một màn xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc, giữa không trung cao, hàn lập đạp không tiến lên, thân ảnh tự do đi trong kim quang của hư ảnh và phi kiếm, nhìn như nhàn nhã dạo chơi. Nguyên bản những phi kiếm kia đâm về phía hắn, giờ đây đã thành như đá đặt chân, bị hắn dẫm lên từng bước đi lên tế đàn đang lơ lửng trên không. Lúc này, trong lòng của hắn biết rõ, nếu không đánh bại Hùng Sơn, đối phương sẽ một mực mượn nhờ kiếm trận chi lực, cản trở hắn thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, thời gian càng kéo dài thì bản mệnh phi kiếm khó tránh khỏi vận mệnh bị luyện hóa. Trên tế đàn, Hùng Sơn thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi không thôi, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là thời gian pháp tắc. Ngươi, ngươi vậy mà tu chân ngôn hóa luân kinh đến trình độ này. Hàn Lập không để ý đến gã, vẫn một mực tiến lên phía trên, một bên dùng ảnh hưởng của hắn tiến lên đẩy phi kiếm ra, rất nhanh đã đến vị trí cách tế đàn chưa đủ trăm trượng. Hùng Sơn đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống, cắn chặt hàm răng, hai tay bấm nhanh pháp quyết hướng về phía khu vực trống rỗng ở trung tâm. Sau đó, năm ngón tay khẽ chuyển, lòng bàn tay hiện lên một mảnh quang mang, năm viên châu kim sắc to bằng quả long nhãn từ khu vực trống rỗng rất xuống, rơi vào trong biển lửa đỏ thấm. Chỉ nghe hay rô một tiếng vang lên mảnh biển lửa rừng rực kia phảng phất như có gió lốc cuồng loạn hỏa diễm bắt đầu kịch liệt phiêu diêu khuếch tán ra bốn phía hàn lập cảm ứng nhìn lại phía trong ngọn lửa chỉ thấy trong đó có năm đoàn kim quang sáng lên hấp dẫn hỏa diễm đỏ thẩm chung quanh ngưng tụ lại hóa thành năm đầu rồng dữ tợn cực đại phóng về phía hắn bên này đầu rồng vừa mới thành hình vị trí lỗ mũi liền xoẹt một tiếng phun ra hai luồng hỏa diễm dài nhỏ trong đôi mắt kim mang sáng ngời nhìn về phía hàn lập bên này thoạt nhìn giống như vật sống cực kỳ linh tính tiếp theo trong nháy mắt, một âm thanh gào giống như có như không từ trong biển lửa truyền ra, năm đầu hỏa diễm giống như vạc nước phóng tới, thân hình ở giữa không trung uốn lượn vặn vẹo, ngũ trào chụp xuống hàn lập. Lập tức không khí chung quanh ngưng trệ một hồi, sóng nhiệt cuồn cuộn phóng tới, cả phiến hư không đều bị đốt có chút biến hình, làm chân ngôn bảo luân phóng xuất ra kim sắc cũng rung động theo, vặn vẹo trong hư không, khu vực bị ảnh hưởng cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Mắt thấy hỏa long bay đến gần, Hàn Lập nâng lên một trường, vung lên phía trước một mảnh quang mang đen nhánh tăng vào từ trong bắn ra, đúng là trọng thủy chân luân, nó lớn như ma bàn, lơ lửng xoay tròn kịch liệt trước người Hàn Lập, phát ra trận trận tiếng thét. Thủy chi đạo văn ở phía trên phát ra quang mang mãnh liệt, từng cỗ trọng thủy màu đen từ trong phun ra, ở trên không hóa thành một vòng xoáy trọng thủy cực lớn, nghênh đón năm đầu xích diễm hỏa long. Năm đầu xích diễm hỏa long há miệng khổng lồ, bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kèm theo khói đen, như một tòa núi lửa sắc phun trào. Ngay sau đó, chợt nghe năm âm thanh vang lên như sấm rền truyền đến, xích diễm hỏa long phát ra hỏa quang mãnh liệt, vô số nham thạch nóng chảy giống như sao băng mưa lửa rơi xuống, giáng xuống trọng thủy chân luân. Uinh uinh rầm rầm, liên tiếp tiếng vang rung trời truyền đến, cả phiến thiên không cơ hồ bị hỏa quang ánh hồng. Chỉ thấy hỏa vũ đầy trời nhập vào bên trong vòng xoáy trọng thủy, tạo ra sóng lớn màu đen cao gần trăm trượng, dù chưa thể làm nó tan rã, nhưng làm cho trọng thủy chân luân rung động mãnh liệt không thôi. Hàn Lập giơ hai tay lên cao, Toàn thân cũng rung rung không ngừng, hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi man lực tràn đầy này. Hỏa Long Châu sao? Các hạ thật đúng là cam lòng bỏ ra tiền vốn." Hàn Lập thấp giọng lẩm bẩm, dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay biến đổi pháp quyết, thân hình không lùi mà tiến tới, giơ trưởng vỗ lên trên trọng thủy chân luân. "Ô o, o n g." Trọng thủy chân luân rung lên một tiếng mãnh liệt, trên thân tuôn ra sóng nước màu đen bỗng nhiên tăng vọt, nhào tới hướng xích diễm hỏa long năm đầu xích diễm hỏa long cũng đáp xuống, một đen một đỏ, một nước một lửa, kịch liệt xông tới va chạm nhau, dâng lên từng trận xương trắng. Hắc thủy mạn thiên, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong miệng hàn lập hét to một tiếng. Hư không trên tế đàn lập tức vang lên một tiếng nổ vang thấu trời. Một đạo điện quang trắng như tuyết hiện lên, thiên mạc phía trên lập tức vỡ ra, một lỗ hổng màu đen vắt ngang phía chân trời, lượng lớn trọng thủy từ trong mãnh liệt phóng tới, hóa thành một thác nước màu đen cự đại vô cùng treo phía chân trời. Hùng Sơn ngửa đầu nhìn lên thấy hồng thủy ngập trời, hai mắt trợn lên, trong mắt muốn nứt ra. Gã không thể tin được làm sao một chân tiên lại đủ khả năng gây ra chuyện này. Nhưng đã đến nước này, cho dù gã muốn dừng tay giảng hòa, cũng đã trễ rồi. Chỉ thấy gã mãnh liệt cắn răng một cái, hai tay vung vẩy trong hư không một hồi, từng đạo quang mang bay múa phóng tới, rơi vào vạn kiếm thiết khoán. Phía trên thiết khoán chợt hiện kim quang, từng miếng kim sắc văn tự từ trong bay ra, rơi vào chung quanh đại trận tám cây kim trụ bàn long phía trên kim trụ sáng ngời quang mang, tám đầu kim long hơi ngừng lên, trong hai mắt đồng thời bắn ra hai luồng quang mang đỏ thấm, tụ hợp lại phía trên tế đàn, hóa thành một màn sáng trải rộng long văn đỏ thấm, bao phủ toàn bộ màn sáng. Bên trên thiên mạc, thác nước trọng thủy rơi xuống, như thiên quân núi cao trùng trùng điệp điệp đập lên phía trên màn sáng đỏ thấm. chương 438 Kiếm Đấu ầm ầm những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, quang mạc màu đỏ chấn động mãnh liệt, giống như vô vàn con sóng giữ đang cuộn trào hùng sơn đang ở dưới những con sóng ấy nên đương nhiên cảm giác rõ rệt hơn ai hết gã thấy rõ sau khi trọng thủy đập vào quang mạc tạo ra những chấn động mãnh liệt cũng cảm nhận rất rõ áp lực khủng khiếp của cỗ lực lượng mạnh mẽ ấy tạo ra trên quang mạc đỏ thấm xuất hiện một vết lõm lớn do bị trọng thủy công kích những họa văn hình rồng màu vàng đang nhấp nháy liên hồi tuy nhiên cuối cùng cũng không bị phá thủng tuy nhiên có vẻ không thể trụ lâu được hai mắt hùng sơn nheo lại gã ngẩng đầu nhìn khối vạn kiếm thiết khoán đang lơ lửng trên không rồi hai tay đột nhiên vẫy vẫy Thiết khoán kia liền bay vút về, nằm trong bàn tay gã. Gã rối một ngón tay ra, kim quang lóe lên, một vết cắt hiện ra, máu tươi đỏ thấm lập tức phun trào. Gã lấy ngón tay làm bút, dùng máu tươi làm mực, nhanh chóng vẽ lên thiết khoán. Theo sự di chuyển của ngón tay, trên bề mặt thiết khoán nhanh chóng xuất hiện một phù văn cổ quái màu đỏ thấm. Sau khi phù văn hoàn thiện, đường viền vàng xung quanh thiết khoán lập tức bị ánh sáng đỏ xâm lấn, nhanh chóng chuyển qua màu đỏ, cứ như những mạch máu lan tỏa mau chóng tràn ngập bề mặt thiết khoán. Hai tay Hùng Sơn nắm chặt thiết khoán, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm cao độ, gã ốp chặt thiết khoán vào ngực mình như một mảnh ảo giáp che ngực. Hai màu đen đỏ đan xen nhau lóe lên trước ngực gã, khối thiết khoán cũng phát sáng lên rồi nhập vào, hòa làm một với cơ thể gã. Vạn kiếm thiết khoán là mắt của đại trận, nên ngay khi nó rời khỏi tế đàn thì toàn bộ đại trận cũng ngừng chuyển vận. Biển lửa nóng rực ở dưới tế đàn biến mất, hỏa diễm vụt tắt, dần dần chỉ còn một quầng sáng đỏ trên bầu trời, cuối cùng một tiếng ầm vang lên, quầng sáng hóa thành một giải tinh quang màu đỏ rồi tiêu tán. Hư ảnh vàng kim trên bầu trời đã tan gần hết, những phi kiếm chịu tác động của lực hút của pháp trận thì vẫn chưa trở về kiếm hải, chỉ có hình kiếm long là tan đi, còn lại tất cả vẫn như đang chịu sự tác động của một lực lượng vô hình nào đó, toàn bộ đứng yên không chút nhúc nhích trên không trung. Thác nước màu đen trên bầu trời được hình thành bởi thần thông pháp ngôn thiên địa của Hàn Lập cũng đã tan biến, cả mảnh đất trời quay về trạng thái bình thường không còn bị cản trở bởi phi kiếm và hỏa long, Hàn Lập bay lướt lên không, sau vài lần chấp động, cơ thể hắn đã đáp xuống tế đàn trên không trung. Ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy toàn thân Hùng Sơn được bao phủ bởi một tầng lân giáp màu đen, xung quanh người gã là những tia máu chuyển động không ngừng tạo thành một lớp mờ ảo dày đặc, khí tức trên người cũng có sự biến đổi. Những tia máu kia không phải từ trên người gã mà là những kiếm khí tinh thuần đã ngưng động thành thực chất, cực kỳ mạnh mẽ ác liệt, chúng cắt nát hư không tứ phía, ngay cả chân môn bảo luân của hàn lập đang phát ra kim quang lưu chuyển cũng không thể xuyên vào được Chí bảo kiếm tu chân quý như vậy mà ngươi cũng sử dụng một cách tùy thiệt không thấy phí của trời sao hàn lập lắc nhẹ đầu nói ra chậm rãi không sao chỉ là tiêu hao hết kiếm khí tích chữ từ vạn cổ mà thôi chỉ cần giết được ngươi thì coi như không hề lỗ vốn hùng sơn vừa đáp vừa bước lên một bước một tay duỗi ra năm ngón tay chụm lại tay còn lại nắm chặt thanh trường kiếm kim sắc đang lơ lửng ở trung tâm tế đàn phi kiếm vừa nằm trong tay gã, những ám văn màu đỏ huyết trên áo giáp màu đen đột nhiên bừng sáng, những tia máu đang bay vòng quanh cơ thể gã cũng tràn lên, bao phủ kín bổn mạng phi kiếm. Tu vi của Hùng Sơn phát ra vẫn là chân tiên hậu kỳ, nhưng khí thế trên thân đã có sự khác biệt rõ rệt, tuy mới chỉ đứng yên chưa tấn công nhưng đã giống như một thanh tiên ra lợi khí hiếm có trên đời, đang chờ phát huy. Nhìn thấy tình hình này, hai mắt Hàn Lập hơi chố lên, nhưng ngay sau đó đã khôi phục sự bình tĩnh, Quả thật ta còn một chuyện chưa hiểu rõ, khi xưa làm sao ngươi có thể điều khiển thiên phong tụ linh kiếm trận của ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là truyền nhân một chi phụ của vô sinh kiếm tông? Khí thế của Hùng Sơn dù có vẻ đang chiếm thượng phong, nhưng gã cũng không vội động thủ, ngược lại còn mở miệng đặt câu hỏi một cách chậm rãi. Vô sinh kiếm tông đã tuyệt tích cả trăm vạn năm, làm sao còn tồn tại cái gì truyền nhân của chi phụ? Hàn lập khẽ cao mày, hỏi lại bằng vẻ nghi hoặc. Nói như vậy thì ngươi không phải rồi tuy nhiên cũng chả sao, người vẫn xứng đáng đánh một trận với ta. Hùng Sơn thở dài với vẻ tiếc nuối, lời vừa dứt, chân gã khẽ điểm xuống mặt nền, cả người lướt nhanh tới, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, cả người phiêu hốt, bay lùi lại tận rìa của tế đàn, hắn vẫn chưa ngưng lại, mũi chân khẽ điểm vào lan can rồi tiếp tục lùi thêm một đoạn. Trên thân thanh trường kiếm trên tay Hùng Sơn phát ra ánh sáng đỏ rực, một đạo kiếm quang huyết sắc bắn vụt ra từ mũi kiếm, lập tức xuyên qua khoảng không trăm trượng đâm thẳng tới phạm vi cách ngực hàn lập vài thước rồi mới bị chân môn bảo luân phóng ra sóng ánh sáng kim sắc ngăn chặn làm cho nó chậm lại hàn lập liền nhân cơ hội đó thân hình nhoáng lên một cái thối lui thêm mấy trượng rồi mới khựng lại hắn nhìn về phía đạo kiếm quang huyết sắc kia trong lòng còn cảm thấy run sợ nếu ban nãy hắn không kịp thời thối lui một đoạn thì với tốc độ của đạo kiếm quang kia chắc chắn nó sẽ vượt qua sự làm chậm của chân môn bảo luân và đâm xuyên ngực hắn nếu có đầy đủ đạo văn thời gian thì tốt hơn nhiều rồi vừa suy nghĩ hàn lập vừa lao thẳng về phía vô số phi kiếm đang lơ lửng trên không trung hắn còn chưa kịp tới gần thanh trúc phong vân kiếm thì ở sau lưng đã bị tập kích bởi một đạo kiếm quang lạnh thấu xương khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng hắn vội nghịch chuyển chân ngôn bảo luân thân người đang lăng không vội lệch qua phải né được đạo kiếm quang kia một tiếng vèo vang lên đạo kiếm quang huyết sắc bắn nhanh qua bên cạnh người hắn trong nháy mắt đâm vào kiếm trận dày đặc những tiếng len len liền vang lên, hơn chục thanh phi kiếm bị kiếm quang đánh chúng đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hàn lập nhân cơ hội đó, cả người lóe lên, lao tới chỗ 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Một tay hắn thỏ ra, nắm lấy một chuôi phi kiếm rồi ra sức rút mạnh ra, ngay sau đó hắn rất ngạc nhiên vì cỗ lực lượng cường đại giam cầm phi kiếm vẫn không hề suy giảm. Đang lúc còn ngạc nhiên, một bóng người đã hiện thân ở sau lưng hắn, chính là Hùng Sơn truy tới, một tay vung kiếm lên, chạm thẳng vào lưng hắn những động tĩnh sau lưng không làm hàn lập băn khoăn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm tâm niệm chuyển động xuất ra một đám thẩm niệm nhập vào phi kiếm trường kiếm trong tay hắn đột nhiên run lên phát ra một tiếng kiếm minh lanh lảnh cứ như là nó cảm nhận lại được sự tương thông với hàn lập nên reo lên vui mừng ngay lúc đó thanh trường kiếm được bao phủ bởi kiếm quang huyết sắc đã chém tới vùng sau gáy của hắn hơn chục đoàn đạo văn thời gian còn sót lại ở chân ngôn bảo luân nằm sau lưng hắn lúc này hào quang đại thịnh những sóng ánh sáng kim sắc như được ngưng tụ thực chất hơn vài phần, hộ vệ phía sau lưng Hàn Lập. Tuy nhiên, đối mặt với kiếm khí từ vạn cổ bao phủ xung quanh thanh trường kiếm, sự hiệu quả của chân ngôn bảo luân bị giảm rõ rệt, nó chỉ hơi làm chậm lại tốc độ mũi kiếm chứ không thể giúp Hàn Lập tránh thoát hẳn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang đen bóng vụt tới với tốc độ cực nhanh, hóa thành một bảo luân khổng lồ màu đen, như một tấm khiên chặn mũi kiếm của Hùng Sơn. Một tiếng canh ngân lên liên hồi, Trường kiếm của Hùng Sơn sau khi phá tan ô quang bên ngoài trọng thủy chân luân, tiếp tục chạm thẳng vào bề mặt bảo luân. Trọng thủy chân luân rung lên bần bật, một đám ô quang lớn trên bề mặt bị kiếm quang huyết sắc chạm thành cho bụi, trên bề mặt ngoài hiện lên một vết chém khá sâu. Tâm niệm Hàn Lập tương liên cùng trọng thủy chân luân nên hắn cảm nhận rõ uy lực của một kiếm đó, trong lòng hắn chấn động. Một tay hắn vừa rút được một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, lam quang trong đôi mắt chấp động, một cảm giác đau đớn trong óc truyền tới, 71 đạo thần niệm cùng lúc bắn ra chia đều vào những chuôi phi kiếm. Lúc này, Hùng Sơn đã vượt qua khiên chắn trọng thủy chân luân, gã lách người tới bên phải Hàn Lập, một tay vung kiếm chém ngang người hắn. Giờ đây Hàn Lập không né nữa, hắn chủ động đối chiêu, chuôi Thanh trúc phong vân kiếm trên tay cũng bổ thẳng vào Hùng Sơn. Hai kiếm cắt vuông góc vào nhau, một đạo kiếm quang huyết sắc từ bổn mạng phi kiếm của Hùng Sơn phụt ra, cùng lúc đó một đạo điện quang kim sắc cũng từ Thanh trúc phong vân kiếm phát ra kiếm quang huyết sắc vụt qua ống tay áo hàn lập tay áo bên tay cầm kiếm lập tức toái vụn trên tay hắn hiện ra những vết cắt sâu rất may chân cực chi mô của hắn vẫn chưa đến nỗi bị phá nên không bị thương tuy nhiên kiếm khí của kiếm quang có lực xuyên thấu cực mạnh xuyên vào tận xương hàn lập khiến cho hai hàng lông mi của hắn dựng cả lên hàn lập nén đau tay còn lại xuất chiêu trọng thủy chân luân ở phía sau lập tức thu nhỏ thành một tấm khiên tròn nó quay cuồng gào thét lao thẳng về phía hùng sơn hào quang trên áo giáp đen bọc cánh tay hùng sơn cũng phát sáng vừa chặn đứng tịch tà thần lôi của thanh trúc phong vân kiếm phóng ra sau đó liền vội vàng hoành tay trước người dùng trường kiếm chống đỡ trọng thủy chân luân lập tức đụng phải trường kiếm của hùng sơn nó xoay tròn liên tục nện cho cả thân hình gã run lên bần bật phải thối lui về phía sau liên tiếp khoảng hơn chục trượng keng 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 những tiếng va chạm rợn tóc gáy không ngừng vang lên từ trọng thủy chân luân cùng lúc đó hai mắt hàn lập ngưng thần một tay bấm niệm kiếm quyết một ngón tay chỉ thẳng về phía trước. Nhanh, mệnh lệnh vừa truyền ra từ miệng, 71 chuôi thanh trúc phong vân kiếm liền phát ra những âm thanh rõ ràng rành mạch, tất cả chúng đồng thời phóng ra cùng chuôi kiếm trong tay Hàn Lập, ngừng tụ thành một đạo hồ quang thanh sắc rồi lao nhanh về phía Hùng Sơn. Trong quá trình lao nhanh của phi kiếm, vô số kiếm quang thanh sắc đan xen vào nhau, tung hoành ngang dọc, tạo thành một quang cầu thanh sắc khổng lồ trên không trung. Lúc tới gần Hùng Sơn, quang cầu thanh sắc bỗng phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời một tiếng nổ mạnh vang lên, quang cầu khổng lồ vỡ vụn, một con bàn long màu xanh lục nhe nhanh múa vuốt bổ tới, cái miệng khổng lồ đầy máu nuốt chừng hùng sơn. Hàn lập thấy vậy, chân ngôn bảo luân cùng lúc nghịch chuyển, một tay triệu hồi trọng thủy chân luân, cả người lao nhanh truy kích tới. Tốc độ của hắn giờ đây còn nhanh hơn kiếm trận thanh bàn rất nhiều, hắn truy tới vị trí đầu rồng, khi nhìn vào trong miệng, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Hùng Sơn đang đứng trong miệng rồng với vẻ mặt thản nhiên, bên ngoài cơ thể ngoài mấy trăm vết chém bởi kiếm khí thì áo giáp đen vẫn không ngừng phát sáng chớp chớp màu ánh đỏ, về căn bản không bị tổn thương chút nào. chương 439, cực hạn, Hàn Lập nhìn cảnh này, hư lạnh một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ một cái, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh phóng về phía bàn long màu xanh, cánh tay dơ trọng thủy chân luân đang xoay tít, tỏa sáng ô quang liệng ngang về phía Hùng Sơn. a à, Hùng Sơn hét lớn một tiếng, một mảnh kiếm quang màu đỏ thấm xung quanh bộ giáp đen bắn ra, trong chớp mắt chém cho hàm răng kiếm khí của bàn long nát bấy. Trong khi đó, gã giơ tay vung trường kiếm lên, chém mạnh vào trọng thủy chân luân. Chỉ nghe thấy tiếng keng vang lên, toàn bộ kiếm trận thanh bàn sụp đổ, toàn bộ phi kiếm văng tứ tung, thân ảnh hùng sơn từ trong đó lao ra hơn trăm trượng, rồi lơ lửng ở trên không. Sao thế, muốn so với ta xem ai có phi kiếm nhiều hơn hả? Gã nhìn hàn lập, cười chế giễu, dứt lời, gã tung trường kiếm trong tay lên, hai tay đánh ra một pháp quyết cổ quái, sau khi miệng thầm ngâm tụng, hai tay gã bỗng nhiên giang ra, chỉ một chiêu vào hư không. Đường vân màu đỏ thấm trên áo giáp của gã lại lóe lên, vị trí phiến giáp nhỏ trước ngực hiện lên đường vân cổ quái, như chữ kiếm. Đường vân này vừa hiện, một loại khí tức thê lương thời cổ khó có thể nói từ trên người hùng sơn nhất thời phát ra. Hàn lập thấy thế, không khỏi khẩn trương, vội vàng dùng tâm thần liên hệ với đạo nhân, dặn y vào thời khắc trọng yếu sẽ liên thủ xuất kích cả phiến thiên không bỗng nhiên trở nên an tĩnh cực độ ngay cả tiếng gió thổi dường như cũng dừng lại keng 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 tiếng kim loại ma sát vào nhau bỗng nhiên vang lên lên vừa đột ngột vừa chói tai hàn lập đưa mắt nhìn tới chỉ thấy kiếm ẩn trong kiếm hải lúc trước vẫn lơ lửng bất động thì lúc này lại bắt đầu đung đưa so với tình trạng trước kia có khác biệt lúc này đây toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều chuyển động thoát khỏi phạm vi bên trên kiếm hải trụng thành một lồng kiếm mang màu đỏ sẫm giống như một đầu con cự thú thời thượng cổ ập về phía Hàn Lập. Ngươi nếm thử tư vị vạn kiếm qua thân đi, khuôn mặt Hùng Sơn hiện lên vẻ dữ tợn, chợt quát lên. Đi, gã quát một tiếng ra lênh, âm thanh kiếm minh trên hư không nhất thời vang động, ngàn vạn thanh phi kiếm như dốc toàn bộ sức mạnh với khí thế phô thiên cái địa, trào dâng như thác lũ, đánh xuống, hệt như hoàng trùng quá cảnh. Thân sắc Hàn Lập chợt biến đổi, kiếm hải có số lượng kiếm khủng khiếp như vậy, là cả bầu trời kiếm quang lao xuống thì dù là chân ngôn bảo luân hay trọng thủy chân luân của hắn đều chắc chắn không thể ngăn cản được. Hắn chỉ đánh giá sơ sơ, nhưng trong lòng đã quyết định. Trốn, xét cho cùng, sở dĩ hắn tới đây là muốn lấy lại bổn mệnh pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm của mình mà thôi, nếu hiện tại hắn đã lấy được thì cần gì phải tiếp tục chém giết. Và lại, với sự tình vừa qua, Hùng Sơn nhất định sẽ trở thành đại địch trong lòng hắn, cứ thoát khỏi nơi này trước đã rồi hãy tính. Sau khi đã quyết định, Hàn lập lập tức thu hồi hết pháp bảo, hai tay kết pháp quyết, bên ngoài quanh thân bắt đầu vang lên tiếng sét đánh, một tòa lôi trận màu vàng kim được hình thành rất nhanh, sắp phát động. Nhưng sự việc không theo như ý nguyện, dù để giảm thời gian phát động lôi trận, hắn đã không sử dụng lôi bằng lực mà dùng ích tà thần lôi, nhưng đúng là vẫn chậm một bước. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm quang màu đỏ thấm từ trên không chém xuống, kim sắc lôi trận vừa mới hình thành lập tức ầm ầm tán loạn. Chỉ một thoáng, phi kiếm đủ màu sắc dày đặc Trăng chịt ập nhanh xuống, trong nháy mắt sắp nuốt trưởng Hàn Lập. Thân sắc Hàn Lập khẽ biến, nhưng không hề kinh hoàng. Một đạo ngân quang từ trong tay áo hắn bắn ra, hóa thành một cái chuông nhỏ màu bạc bay lên cao, không ngừng rung lên. Từng vòng ánh sáng màu bạc dày đặc nổi lên, rồi khuếch tán ra bốn phía, dựng lên thành một vùng sóng bạc rộng khoảng 10 trường. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, bảy cái tinh hoàn bắn ra. Tinh hoàn nhanh như chấp quay tít một vòng, móc liền vào nhau, hình thành một vòng tròn lớn che trên đỉnh đầu của hắn. Tinh quang trói mắt tỏa ra từ thất diệu tinh hoàn tạo thành một màn sáng tinh thần bao trùm xuống, trên bề mặt có vô số đồ án tinh thần lấp lánh cùng với khu vực sóng bạc bảo hộ hắn ở trung tâm. Khó khăn lắm mới có thể kịp phóng xuất ra hai kiện pháp bảo thì lúc này dòng thác lũ vạn kiếm đã ầm ầm cuồn trào đổ ập xuống người hắn. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu và bốn phía xung quanh hắn đều bị mũi kiếm dày đặc vây quanh. Tiếng chuông bạc vang lên không ngừng, còn khu vực sóng bạc miến cưỡng chống đỡ nhưng vẫn bị đè nén ăn mòn từng chút từng chút một liên tục bị thu hẹp lại về phía người hàn lập trên màn sáng tinh thần do thất diệu tinh hoàn tỏa ra vang lên từng tiếng sắc nhọn từng quang điểm tinh thần liên tiếp lụi tắt quang mang phát ra cũng ngày càng trở nên mờ nhát chân mày hàn lập cao lại hai tay khẽ huy động trọng thủy chân luân và chân ngôn bảo luân đồng thời xuất hiện bên người hắn một trước một sau chỉ thấy hai tay hắn kết quyết vỗ mạnh lên trên trọng thủy chân luân ô quang trên chân luân run mạnh, quang mang của thủy đạo văn chớp chớp rất nhanh, rồi từ đó tuôn ra hơi nước vô cùng mãnh liệt, hóa thành một con thủy long đen nhánh, xông vào bên trong vạn kiếm. Thân thể khổng lồ của trọng thủy hắc long phảng phất như một con sông lớn màu đen cuộn trào phóng đến, nhanh chóng rẽ ra một giải đất trống giữa vạn kiếm. Thân hình hàn lập khẽ động, lập tức bay vào vùng trống đó. Còn muốn làm khốn thú chi đấu, phỏng có ích gì? Hùng Sơn cười lạnh một tiếng, nói, rứt lời, mặt không chút thay đổi, gã giơ tay vuốt gò má một cái, tay gã nhất thời trở nên đỏ thấm. Cưỡng ép dùng bí thuật thôi động vạn kiếm thiết khoán không có nghĩa là không phải trả một cái giá đắt. Từ khóe mắt, lỗ mũi và tai của gã sớm đã có một dòng máu chảy ra, như những con run trườn xuống. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết Hàn Lập và lấy được 72 thanh phi kiếm thì hết thảy đều đáng giá rồi. Hợp cho ta, Hùng Sơn quát to một tiếng, chỉ thấy ở chỗ vạn kiếm bị trọng thủy hắc Long cố gắng tách thành lối đi, vô số mũi kiếm hai bên lối đi chợt dừng lại hợp thành hai bức tường cao ép hàn lập ở giữa keng keng tiếng kêu chói tai vang dội dị thường không ngừng chuyển đến kiếm hai bên tường đỏ thấm tia máu càng thêm dày đặc hàn lập bay đi còn chưa được trăm trượng kiếm trận phía trước cũng đã một lần nữa khép lại con trọng thủy hắc long kia bị chèn ép đến nứt toác sụp đổ lại hóa thành hơi nước quay trở về trong trọng thủy chân luân một lần nữa lại bị hãm trong rừng vạn kiếm tình cảnh của hắn càng thêm bất ổn bất luận là cái chuông màu bạc hay thất diệu tinh hoàn cũng không thể che chở thêm cho hắn được lâu nữa. Không bao lâu nữa, hai thứ pháp bảo này tất nhiên sẽ tan vỡ dưới trọng áp đang tăng lên không ngừng của kiếm quang. Két két két, âm thanh nhỏ bé phát ra từ trên đỉnh đầu hắn chuyển đến, màn sáng tinh thần đang trong thế bị trăm mũi phi kiếm đâm vào, trên bề mặt đã hiện ra một lớp đường vân nhỏ như sợi tóc, chỉ một lát nữa sẽ không chịu được mà nứt vỡ ra. Mắt hàn lập hơi hít lại, hắn vẫy tay một cái, quang mang trên thất diệu tinh hoàn lóe lên, trong nháy mắt nó thu lại toàn bộ quang mang tinh thần, rồi bay về phía hắn. Cùng lúc đó, cái chuông bạc cũng khẽ rung, lượn một vòng giữa không chung, rồi cũng trở về bên người hắn. Sau một khắc, toàn thân hắn lập lòe quang mang màu tử kim, từng tầng lân phiến màu tử kim nổi lên, bao trùm toàn thân hắn. Ở hai bên vai mọc ra hai cái đầu, hai bên sườn thò ra hai cánh tay dài bao trùm lân phiến. Tiếp theo, Hàn Lập vẫy tay một cái, triệu hồi trọng thủy chân luân, đồng thời một cánh tay thỏ ra cầm lấy nó như cái khiên trước người, năm cánh tay còn lại thì mỗi cái cầm một thanh thanh trúc phong vân kiếm. Trong cơ thể, huyết mạch huyền vũ đã lâu chưa sử dụng cũng được kích phát, hóa thành cái áo giáp màu xanh lục có khảm phù văn cổ xưa, bảo vệ thân thể hắn. Hàn lập đối chiến với người, vốn là dùng sức mạnh thân thể, bây giờ tu luyện công pháp huyền thiên có rất nhiều thủ đoạn gia tăng nên thân thể của hắn cứng rắn không kém gì nhiều loại linh bảo phòng ngự. Chân ngôn bảo luân lóe lên quang mang, trở lại trong cơ thể hắn, lập tức bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển. Thân hình hàn lập lóe lên, không hề làm tư thế phòng ngự mà lại lấy công làm thủ, không lùi mà tiến tới, đi thẳng vào trong cơn thác lũ vạn kiếm. Thân ảnh của hắn như điện, mang theo liên tiếp tàn ảnh mờ nhạt mà mắt thường khó phân biệt được, xuyên qua cực nhanh trong kiếm hải. Cánh tay thứ sau quay vòng như quạt gió cùng năm thanh thanh trúc phong vân kiếm chợt hiện lên điện quang màu vàng, mỗi khi chém liền phụt ra điện quang dài chừng 10 trượng, đánh tan các phi kiếm đến gần. Trong kiếm hải, Ánh sáng màu vàng chớp động khắp nơi, tiếng ầm vang không ngừng, hết thảy mọi thứ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập biết rõ, tình trạng này không thể duy trì liên tục lâu được, dù sao đồng thời vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, tiêu hao quả thực quá khủng khiếp, ngay khi pháp lực của mình không thể tiếp tục được nữa thì chắc chắn phải chết rồi. Sở dĩ hắn liều mạng như vậy sông lên, cũng không phải là bị điên cuồng mất trí mà là vì kéo dài một chút thời gian cho giải đạo nhân khôi phục. Trước đây, lúc hắn phát động lôi điện trận, vốn muốn dục giải đạo nhân xuất thủ một lần, để tranh thủ thời gian nhanh hơn. Kết quả thời điểm động thủ thì giải đạo nhân mới phát hiện sợi dây liên kết giữa y và thân thể khôi lỗi này lại bị đứt, cố sức cũng không được, căn bản không phát được thần thông thuật pháp quy mô lớn. Ước chừng sau một khắc, tốc độ đi tới của thân ảnh hàn lập ở giữa không trung trở nên ngày càng chậm, áo giáp màu xanh trên người đã bị chẳng chịt vết kiếm từ lâu, trên sau cánh tay thì lân phiến vang tung tóe, trồng chất vết máu. Hiển nhiên, thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập cũng sắp đạt đến cực hạn. Giải đạo hiếu, còn chưa được sao, trong lòng Hàn Lập hô cấp thiết, còn thiếu một chút, kéo dài thêm nửa khắc là được rồi. Giải đạo nhân dùng tâm thần liên hệ nói, Hàn Lập nghe vậy, trong lòng hiện lên vẻ khổ sở, cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi. Nhưng mà, Hùng Sơn cũng không nguyện ý cho hắn thêm một chút thời gian nào. Không phải bởi vì gã nhìn thấu được ý đồ của Hàn Lập mà bởi vì chính gã cũng đang sắp không chịu đựng nổi rồi máu từ thất khiếu của gã chảy ra ồ ồ, lau cũng không kịp, đầu óc của gã cũng trở nên hơi mê man. Chịu chết đi, Hùng Sơn cố lấy lại tinh thần, miệng quát to một tiếng, ngũ quan cũng lộ ra hơi méo mó. Thanh âm chưa dứt, cả người gã mờ nhạt, biến thành một vệt quang mang màu máu hòa cùng bổn mạng phi kiếm của gã thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang to lớn màu máu, lấy thế như sấm vang chấp giật, lao thẳng đến chỗ hàn lập. Kiếm quang màu máu nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên vào trong kiếm hải, những chỗ nó đi qua, hết thảy các phi kiếm vội vàng né tránh hình thành một cái lỗ hồng cực lớn, để cho nó tùy ý xuyên qua lao tới trước người Hàn Lập. chương 440, Luyện Kiếm Khi trước Hàn Lập bị kiếm hải che khuất ánh mắt, đến thời điểm thấy huyết sắc kiếm quang thì đã hoàn toàn không kịp né tránh. Ngay lúc nhìn cân treo sợi tóc, trong lòng của hắn nhanh chóng lặng yên niệm khẩu quyết, luyện thần thuật vận chuyển lên, kinh thần thứ bỗng nhiên phát động. Đột nhiên Hùng Sơn cảm thấy trong óc vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm băng hàn vô cùng, làm toàn bộ thức hải đông lại trong một cái trước mắt cả người lập tức xuất hiện vẻ thất thần ngắn ngủi đạo huyết sắc kiếm quang đang đâm thẳng tới lúc tới cách hàn lập hơn một trượng bỗng nhiên run lên theo đó cũng bị đình trệ trong giây lát nhưng biến hóa nháy mắt này lại cải biến toàn bộ chiến cuộc chân ngôn bảo luân trong cơ thể hàn lập nghịch chuyển cấp tốc phong lôi xí sau lưng vỗ nhanh huyết mạch thanh loan trong cơ thể đồng thời kích phát thân ảnh mơ hồ một cái liền đi tới một chỗ bên cạnh huyết sắc kiếm quang năm thanh phi kiếm trong tay tập trung đâm vào một điểm trên kiếm quang phanh một tiếng vang thật lớn, huyết sắc kiếm quang ầm ầm nổ bể ra, khí lãng kịch liệt vỡ ra, chấn hàn lập thổ huyết không ngừng, bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào trên hồng lưu vạn kiếm. Cùng lúc đó, bên trong huyết sắc kiếm quang muốn nổ tung, từng khối thiết phiến màu đen bắn ra, giữa không trung va chạm lẫn nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một khối thiết khoán màu đen. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không loạn trọn ngã ra, tóc bay tán loạn, mặt không còn chút máu. Không ai khác chính là Hùng Sơn. Lúc này trước ngực gã đã phá ra một lỗ hồng cực lớn, máu tươi đầm đìa, trái tim đã bị triệt để quấy nát, trên thân thể trải rộng đường vân màu đỏ sập, nhìn như còn nguyên vẹn, trên thực tế đã bị kiếm khí xé rách thành vô số khối. Giờ phút này thần sắc gã điên cuồng, một tay chống trường kiếm, đi từng bước trong hư không về hướng khối vạn kiếm thiết khoán kia. Gã bước đi từng bước về phía trước, mỗi bước tới gần hơn một tấc thì huyết nhục trên người lại rơi xuống một khối, lúc đến bên cạnh thiết khoán đã thành dạng như một bộ xương vẻn vẹn còn lại một bộ khung xương óng ánh trắng như tuyết. Theo ba một thanh âm vang lên, khung xương cầm trong tay một chuôi kim sắc trường kiếm bỗng nứt toác ra, biến thành vô số mảnh vỡ, bay tứ tán. Vèo một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong đỉnh đầu khung xương bay ra, hóa thành một tiểu nhân nguyên anh kim sắc lớn chỉ vài tấc, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi nhìn về phía Hàn Lập cách đó mấy trăm trượng khó khăn lắm mới đứng vững thân hình, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Điều này chẳng lẽ chính là mệnh số?" à vừa dứt lời nguyên anh cũng hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán hàn lập nhìn hết thảy trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu hận ý với hùng sơn thậm chí còn xem như là người đồng đạo nếu không phải gã chấp niệm quá sâu với mình căn bản hắn không muốn xảy ra trận chiến này hùng sơn vừa chết lập tức kiếm trận trên không trung không khống chế được toàn bộ phi kiếm lơ lửng trên bầu trời đồng dạng rơi xuống phía dưới như mưa rào một lần nữa rơi vào bên trong vô sinh kiếm hải thân hình hàn lập bay vút lên tay khẽ với thu vòng tay chữ vật của hùng sơn về sau lại thò ra một trường nắm một thanh vạn kiếm thiết khoán vào trong tay sau đó thân hình nhấp nhô mấy cái rơi vào trên tế đàn đang lơ lửng giữa trời hắn liếc đánh giá thiết khoán trong tay lại phát hiện nó giống như một mảnh sứ vỡ dạn nứt mặt ngoài hiện đầy dạn lớn phảng phất chỉ cần hắn hơi dùng lực liền triệt để vỡ vụn hàn lập suy nghĩ một chút thân sắc hơi động đến lúc này trong lòng của hắn không khỏi có chút do dự khi trước hắn cũng xem qua vạn vật tranh cảnh bên trong phiến màn sáng kim sắc biết rõ làm thế nào thúc giục tòa trận pháp luyện kiếm này nhưng lại có chút lo lắng khối thiết khoán đã bị nghiền nát đến thế này còn có thể làm trụ cột trận trèo trống đến lúc hắn hoàn thành luyện kiếm hay không hắn chỉ nghĩ chốc lát khoanh chân ngồi xuống để thiết khoán một bên lấy ra một viên đan dược ăn vào sau đó nhắm mắt điều tức sau nửa ngày hắn từ trên mặt đất đứng thẳng lên lần nữa nhặt khối vạn kiếm thiết khoán kia lên trong miệng phun ra một ngụm chọc khí bất kể như thế nào, vẫn nên thử một lần, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng ngươi chưa hoàn tất a. À. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại nhìn về phía một chỗ hư không, chậm rãi nói ra. Dứt lời, bàn tay hắn ném đi, khối thiết khoán màu đen tỏa sáng hào quang, một lần nữa bay đến phía trên tế đàn. Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay mười ngón biến hóa giống như sa luân, đám mây dưới tế đàn bị đốt một lần nữa, hóa thành một mảnh biển lửa đỏ thẫm. Cùng lúc đó, một chỗ khác ở Minh Hàn Tiên phủ. Giữa không trung cao, một phi xa màu bích ngọc dài 10 trượng lập lòe thanh mang, bay nhanh như tên bắn. Trước đầu phi xa, một nam tử dáng người thon dài đang đứng, trong tay cầm một cái pháp bảo la bàn dạng hình tròn, mặt trên bao phủ một tầng mây màu trắng, ở giữa lại có một quang điểm hồng sắc, không ngừng chấp động. Ô, chẳng lẽ những tên luân hồi điện kia thác trùng sao? Nam tử có chút nghi hoặc, thì thào nói nhỏ một tiếng. Đứng sau lưng gã là hai tên kim giáp khôi lỗi tay cầm trường kích, vẫn đứng trang nghiêm bất động như trước đối với lời nói của gã không có nửa điểm phản ứng. Giữa sườn núi vô sinh kiếm tông, lục vũ tình cắm ngược ngân sắc trường kiếm sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Mây mù vẫn dày đặc như trước che kín tầm mắt, lúc trước còn có thể nghe được phía trên không ngừng truyền đến tiếng nổ cực lớn, cảm nhận được phía trên truyền đến chấn động kinh người, nhưng bây giờ đã ngừng hồi lâu. Tựa hồ chỗ đó đã diễn ra biến cố nào đó, nhưng cuối cùng lại khôi phục bình lặng. Dưới chân của nàng, mấy cỗ khôi lỗi bằng gỗ kia sớm đã nứt vỡ, tán rơi đầy đất. Mắt lục vũ tình chấp lên, do dự liên tục, sau đó mới giơ chân bước lên, bắt đầu chậm rãi đi lên thềm đá, bước dần lên hướng đỉnh núi. Không biết qua bao lâu, trên tế đàn lơ lửng giữa trời, quanh thân hàn lập thanh quang đột biến, đầu đã đầy mồ hôi. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của hắn lúc này đang lơ lửng chính giữa khu vực chạm rỗng của tế đàn, xếp thành hình dạng đặc biệt nào đó, như giao thoa cùng với kiếm trận, tia điện kim sắc vần quanh, phát ra trận trận thanh âm điện lưu. Phía dưới nó hừng hực liệt diếm, bên trong đang có đầy loại quang cầu kiếm nguyên không ngừng trôi nổi, tràn vào trong thân kiếm. Thời gian trôi qua, bên trong kiếm hải phía dưới mũi kiếm càng lúc càng ít, thanh trúc phong vân kiếm hấp thu kiếm nguyên vào trong càng lúc càng nhiều, trên 72 chuôi phi kiếm tràn đầy khí tức, trở nên càng lúc càng thịnh. Hàn Lập một mực nhìn chằm chằm hết thảy, trong lòng của hắn càng lúc càng khẩn trương.